Bà cụ Vân chống gậy, chậm rãi bước trên đường làng. Ai đi ngang qua nhìn thấy bà cụ đều dừng lại chào hỏi vài câu. Hôm nay ngày rằm, cụ ra chùa tụ kinh từ sớm, khi nắng lên quá đỉnh đầu cũng mới về nhà. Vừa đẩy cổng bước vào sân, mấy đứa cháu nội reo ầm lên: "Ba về rồi, ba về rồi, bà có mua quà cho bọn cháu không ạ?" Đứa bé nhất cỡ 4 tuổi lạch mạch chạy ra mếu máo nhìn bà nội: "Bà ơi bà, cháu đói quá." Bà Vân từ tối mở túi ni lông ra, lấy 2 chiếc oản và nửa đĩa xôi gấc. Đây là lộc nhà chùa đem về bà chia cho các cháu. Mấy đứa trẻ đói bụng từ sáng vô lấy tranh nhau ăn. Thằng cô bé nhất ngoạm miếng oản rõ to: "Ôi, nghẹn rồi." Bà Vân lấy cho cháu cốc nước uống rồi bước vào nhà. Dù ngoài sân nắng chói chang, nhưng mà trong nhà vẫn bốc mùi ẩm mốc. Bà Vân mở cửa sổ cho nắng chiếu vào nhà. Đang nằm ngủ, nắng rọi thẳng mặt. Linh, con trai bà Vân, ngồi dậy bực bội nói với mẹ: "Ôi giời ơi, mới sáng ra bảnh mắt, bà mở toang cửa ra, tôi không làm sao mà ngủ được." "Người ta vừa chợp mắt, chẳng may gió máy nó lùa vào cảm thì sao?" Nói rồi, Linh bước ra chiếc bàn uống nước với chiếc ấm tích. Hắn ngửa cổ tu một hơi, dường như chưa tỉnh ngủ. Y mới ra cửa lấy chiếc điếu cày là một bi thuốc lào. Linh vừa phả khói vừa lim dim mắt, trong khi người thì dựa vào một chiếc cột trống. Lũ trẻ thấy vậy thì reo lên vui vẻ lắm: "Bố lại say thuốc lào kìa." Mặc cho lũ trẻ vây quanh, Linh đang nhắm nghiền mắt. Sáng ra chưa ăn gì, rồi lại đi thuốc nào nữa, cho nên không thể gượng được. Bà Vân nhìn Linh đầy ngao ngán, không nói ra miệng. Nhưng bà biết ông con trai ngồi xóc đĩa cả đêm bên cái nhà lão mi trột ở cuối làng kia kìa. Chính vì con trai bà bê tha rượu chè cờ bạc, cho nên đứa con dâu âm thầm bỏ đi biệt xứ, để lại cho bà nuôi 3 cái đứa trẻ lít nhít này đây. Lùi húi cơm nước xong rồi, bà Vân bê mâm cơm lên nhà, không thấy ông con trai đâu. Cả 3 đứa đồng thanh mách bà nội: "Bà ơi bà, bố cháu à, cắt chai rượu đi xuống quán đình rồi." Lão mi trột ngồi co chân trên chiếc trường kỷ. Lão vừa uống rượu vừa coi phim trưởng do thằng con trai vừa đi thuê về. Trước mặt lão là đĩa xương đầy có ngọn do lão vừa gặm xong. Ngửa cổ nốc hết chỗ rượu trong cốc, lão buông một tiếng cụt lủn: "Dọn đi." Nghe bố nói thế, con bé nhài bưng mâm bát ra ngoài giếng để rửa. Ở trong nhà, bố nó với 3 thằng anh trai lộc ngộc nằm coi phim với nhau. Con bé nhài là út, nhưng được việc mọi việc gì cũng đến tay nó. Mấy thằng anh trai nếu không đi đánh nhau thì cũng là mò sang sân chùa hay kế bên để hái trộm xoài trộm ổi mang bán. Nhiều lúc bà Thanh sợ hãi nói với mấy thằng rời đánh nhà mình: "Này, sao lại đi ăn trộm của chùa hả? Phải tội chết đấy." Nghe mẹ nói thế, 3 thằng con cười hình hệch. Lão Mi thì quát vợ một trận: "Gớm, có tội lội xuống ao, đói dã họng rồi còn nhiều chuyện." Biết tính vũ phu của lão, cho nên bà Thanh im lặng. Thôi thì mặc kệ mấy bố con nhà lão, muốn tắc oai tắc quái gì thì làm. Ngày trước, mấy đứa con nhà lão Mi đều được cắp sách tới trường, nhưng mà không đứa nào học quá lớp 3 cả. Có lần đi họp cho con về, lão gọi vợ ra nói: "Ôi dào, con nhà này học nhiều thì cũng toi cơm. Thời buổi này văn hay chữ tốt không bằng học dốt lắm tiền. Dẹp, dẹp hết, cứ ra phố kiếm tiền là có tất." Thế là cả 3 thằng bỏ học lêu lổng. Con bé nhài chăm chỉ nhất được học tới lớp 7. Nhiều lúc ngồi uống rượu trên phản, lão mi trột lè nhè nói với con gái: "Bố cho mày học nhiều như thế thì cô giáo mày đấy con ạ. Ôi dồi, cặp mông căng mẩy." Nói rồi lão lại ngồi cười khủng khục ấy. Ngày nào cơm tối xong, nhài cùng mẹ lại xuống gian nhà dưới. Trong lúc nhài trong đèn học bài, bà Thanh lại lúi húi khâu vá. Gian nhà trên được lão Mi tổ chức thành 2 chiếu xóc đĩa ăn tiền. Khi khách đã có mặt đông đủ, lão Mi trột sai 3 thằng con ra ngoài canh chừng.
Để yên tâm, lão còn thả đàn chó giữ ra canh cửa nữa. Tiếng lành đồn xa, khách từ Hải Phòng về, khách từ Thanh Hóa ra, khiến sới bạc của lão mi chột luôn đông khách. Riêng số tiền hồ thu của khách, mỗi đêm thừa cho lão và ba thằng con rời đánh không phải làm gì mà vẫn sống phong lưu nhất cái làng văn xá này. Các con bà quen lệ, cứ nghe thấy tiếng chuông chùa, tiếng gõ mõ tụng kinh sớm của sư cụ bên chùa vọng lại là tan đánh bạc. Lúc này đường làng vẫn vắng vẻ, trời thì chưa sáng rõ mặt người. Chỉ có đám chó sủa râm ran từ khắp đầu làng tới cuối làng tiễn chân những con bà khát nước. Làng văn xá thời xưa còn có một con đường cổ. Các cụ cao niên trong làng quen gọi là đường quai, vốn là con đường thiên lý để vào kinh thành Thăng Long. Chùa Văn Lâm vốn tên chữ nôm là chùa lành. Ngôi chùa hơn 100 năm tuổi, ngày trước thuộc làng văn xá, tổng cổ điển, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông. Sư cụ Đàm Minh đã trụ trì tại ngôi chùa làng hơn 40 năm kể từ ngày người xuất gia một lòng hướng Phật. Sáng nào, cụ cũng thức dậy từ 5 giờ sáng để gõ mõ tụng kinh. Hiểm nỗi, điều khiến sư cụ phiền lòng nhất chính là đám thanh niên trong làng. Dù làng văn xá nằm sát cửa ngõ thủ đô, nhưng cuộc sống nơi đây tù túng mang nhiều hủ tục. Hầu như ngày nào trong làng cũng có đám đánh chửi nhau do say rượu, do cờ bạc nợ nần. Ngay như nhà chùa, hễ trồng được cây gì ra trái cũng bị đám trộm trong làng lèn vào vặt sạch sẽ. Như lệ thường, sáng nay sư cụ vào gian chính điện để thắp hương và tụng kinh. Khi người ta vừa ngước lên hương án thì giật mình hoảng hốt. Chiếc lư hương cùng đôi lọc độc bình, tất cả là đồ cổ có từ thời Hậu Lê đã không cánh mà bay. Chiếc hòm công đức bị phá tan, số tiền trong đó cũng biến mất luôn. Sau giây phút kinh hoàng sửng sốt, sư cụ bèn tọa thiền ngay dưới nền gian chính điện. Chiều muộn, nhưng Linh vẫn lang thang trên con phố ngoài Hà Nội, ngắm cảnh chán chê. Y bèn vẫy một chiếc xích lô trở lên phố Lê Văn Hưu để gặm chân chó. Đây là cái món khoái khẩu mà đám cờ bạc từ Hà Nội về sới bạc nhà lão mi chột hay kháo nhau. Vừa nốc rượu, vừa gặm chân chó trong buổi chiều nhập nhoạng nơi phồn hoa đô hội, khiến Linh cảm thấy dạo dực lắm. Sẵn có sắp tiền trong túi, ăn uống no say rồi, y vẫy một chiếc xích lô ra vườn Pasteur để kiếm gái, mặc cho ở nhà mấy bà cháu đang ngóng chờ. Rồi sáng hôm sau, Linh bắt xe về làng. Vừa bước vào trong sân, y thấy mấy đứa con tha thẩn chơi với nhau. Này, bà đâu rồi mà để mấy đứa nghịch bẩn thế? Nghe bố hỏi, thằng cu khoai lớn tuổi nhất bèn thông báo. Dạ, bà ra chùa có việc, đến trưa bà mới về. Nghe cu khoai nói vậy, Linh lẩm bẩm. Mùng một không phải, dăm không phải, già đó làm gì lắm thế? Là già rạch việc. Thấy bố nói vậy, cu khoai nó nhanh nhảu kể. Không phải bà đi lễ đâu bố, cả làng đang ầm lên vì sư cụ đã mất khi đang ngồi thiền ngay gian chính điện. Con nghe các bà kháo nhau, nhà chùa đêm qua bị mất trộm nữa cơ. Nghe cu khoai nói vậy, Linh bất giác chột dạ. Y bước hẳn vào trong nhà, lấy từ trong túi quần sấp tiền. Nhìn ra cửa, thấy ba đứa con vẫn đang mải chơi. Linh bèn mở hòm quần áo, rồi nhét sấp tiền xuống tận đáy. Rồi tần ngần giây lát, y tặc lưỡi, rút ra một thép mỏng để tối nay lại sang nhà lão mi chột, gỡ gạc số tiền đã thua bạc. Kể từ lúc bán chỗ đồ cổ cho một tay chuyên buôn cổ vật ở làng Yên Phụ, Linh luôn tự an ủi bản thân. Nếu sau này trời Phật phù hộ cho hắn ăn nên làm ra, hắn sẽ chuộc lại số đồ đã bán hoặc công đức vào chùa một số tiền để chuộc lỗi. Linh nằm xuống phản để chợp mắt sau một đêm chơi bời trác táng. Nhưng mà hắn không sao ngủ được. Tiếng chuông chùa từ xa vọng lại khiến hắn cảm thấy bồn chồn, lo sợ lắm. Mồ hôi cứ túa ra ướt đẫm chiếc áo đang mặc. Trời về chiều, hoàng hôn như nhuộm màu đỏ sẫm. Từng đàn cò sau một ngày tất tả kiếm ăn bay về những bụi tre ở cuối làng. Chỉ chút nữa thôi, khi màn đêm buông xuống, những con vạc lại bắt đầu rời tổ đi ăn đêm. Bên chùa Văn Lâm vẫn vẳng sang tiếng gõ mõ tụng kinh của các bà vãi già trong làng, thay nhau dâng hương rồi cúng thất thần cho sư cụ vừa viên tịch hồi tuần trước. Do mất điện từ chiều, bốn cha con nhà lão mi chột cởi chân trùng trục ngồi ăn nhậu ngay giữa sân gạch trước hiên nhà. Ở giữa chiếc chiếu có một chiếc chậu nhôm vốn hay dùng rửa mặt.
Bên trong chậu, cơm ăn nào là các đầu xương ống cùng nhiều loại xương khác. Cứ cuối ngày, lão Mi Chột lại sai con bé Nhài vác cái chậu nhôm ra hàng phở đầu làng. Họ sẽ trút hết chỗ xương để ninh nước phở ra chậu nhôm cho cái bé Nhài mang về. Vì đồ này ninh nhừ hết nên họ bán rẻ như cho không. Nếu nhà lão Mi Chột không mua, họ cũng đem cho mấy nhà nuôi con chó béc dê gặm. Dân nhậu quen gọi đống xương này là xương bốc mả. Lão Mi Chột thì vừa gặm đống xương, vừa le nhè chửi mấy thằng con trai. Chúng mày đúng là cái lũ ăn hại. Tao dặn bao nhiêu lần rồi không nghe. Cuối cùng để cho lũ trộm từ nơi khác vào chùa khuân hết đồ cổ. Bây giờ trắng mắt ra chửa. Trộm thế mới bỏ công. Chứ vặt vài quả xoài, chặt mấy cái buồng chuối, mang tiếng là trộm. Đúng là miếng ăn dâng tận miệng mà để cướp mất. Nhục, nhục lắm. Chửi lũ con xong, lão Mi Chột ngửa cổ nốc cạn chén rượu, rồi dằn mạnh chiếc chén xuống mâm. Thằng nhất là con cả của lão thấy vậy, vội bê bình rượu ngâm thuốc bắc rót thêm vào chén của lão rồi thầm thì: có nghĩa thằng trộm này chưa tinh đâu bố. Chùa làng mình có mấy ai công đức gì đâu mà có tiền trong hòm. Cái bức tượng Phật chỉ là đồng hun thôi. Đang nói dở, nó thấy bà Thanh bưng ra nồi miến bốc khói nghi ngút. Mấy bố con im lặng coi như không có chuyện gì. Bà Thanh đặt nồi miến vào trong chiếu, rồi lui xuống gian nhà dưới. Nhìn cái điệu bộ lấm lét của mấy cha con, bà đoán chắc có chuyện gì mờ ám. Thằng nhất vặn cho ngọn đèn tọa đăng sáng hơn, rồi nó nói tiếp: con đã tìm hiểu kỹ rồi, cổ vật giá trị nhất trong chùa có chiếc chuông cổ với đôi hạc bằng đồng ấy. Thằng trộm lần trước chắc còn một mình nên không bê được đấy. Vừa nghe nói vẫn còn cổ vật bên chùa, ngay lập tức bốn cha con nhà lão Mi Chột trụm đầu vào nhau bàn mưu tính kế. Bay vụt trên đầu cha con nhà lão Mi Chột là mấy con quạ. Tiếng kêu của đàn quạ nghe như kiểu tiếng éc éc của con lợn và nó cứ kéo dài trong đêm. Dưới gian bếp lợp mái tranh siêu vẹo, mấy đứa trẻ đang ngồi xì xụp ăn cháo chai do bà nội nấu. Chợt nghe tiếng động ngoài cổng, cả ba đứa ngô, khoai, sắn ngó ra, reo ầm lên sung sướng khi thấy bố chở chiếc tivi vào nhà. Thông qua người quen, Linh Dỗ đã mò lên tận chợ rời mua chiếc tivi hàng nội địa Nhật được các thủy thủ tàu Viễn Dương đem về. Do chiếc tivi là hàng cũ nên khi mua xong, Linh Dỗ phải mang ra phố Huế thuê thợ chuyển sang hệ PAN để xem các chương trình TV. Trong lúc bố đang dò kênh, thằng cu khoai nó chạy ra sân, xoay cây xào tre có gắn cái anten để bắt tín hiệu. Từ tối nay, mấy anh em nó không phải chạy sang nhà hàng xóm xem nhờ như mọi ngày rồi. Ôi, nhìn chiếc TV, sự vui sướng của đàn cháu. Bà Vân đoán, ông con trai đêm qua vừa thắng bạc nên nổi hứng mua TV đây. Còn việc có đem bán để gỡ bạc như mọi lần không thì bà chưa biết được nữa. Vừa cơm tối xong, trong lúc mấy bà cháu đang ngồi coi chương trình thời sự, Linh Dỗ vào buồng mở hòm quần áo ra rồi rút một tệp tiền. Nhìn sấp tiền giờ vơi đi khá nhiều. Thoáng chút tần ngần như suy nghĩ, Linh Dỗ khẽ tặc lưỡi khóa hòm lại rồi lầm lũi bước ra khỏi nhà. Bà Vân thở dài nhìn bóng dáng người con trai mất hút ngoài ngõ. Con trai bà đổ đốn từ khi vợ bỏ đi. Chắc đêm nay nó đi suốt đêm như mọi lần đây. Tiếng chó sủa râm ran khắp đường làng khiến lòng bà thấy không yên. Bà Tâm thắp ngọn đèn dầu trên ban thờ Phật rồi ngồi thiền cho tâm được tĩnh tại. Lại đến bà Thanh đi chợ về, cũng là lúc lão Mi Chột đang ngồi trong nhà ăn sáng. Bà ngồi xuống hiên vừa quạt cho mát, vừa thông báo cho chồng những tin tức thu lượm được ngoài chợ. Ôi giời, làng mình vô phúc. Đêm qua bên chùa bị bọn trộm vào khuân nốt chuông đồng với đôi hạc rồi. Cái lũ ôn vật. Rồi kiểu gì cũng bị quả báo cho mà xem. Đang ngồi co do chân trên trường kỳ ăn bánh cuốn, nghe vợ nói thế, lão Mi Chột mới gắt lên. Của chùa mất chứ có phải nhà bà mất không mà ầm ĩ thế hả? Đúng là cái đồ đàn bà rồi hơi. Nghe chồng nói vậy, bà Thanh giọng trùng xuống. Thì đây là việc nhà mình mà. Tôi nói để ông còn liệu mà tính toán. Tôi nghe người làng kháo nhau á. Thằng nhất nhà mình có cảm tình với con bé Mộc Miên nhà bác Ngoãn. Đang ăn ngon lành, bỗng nghe vợ nhắc đến ông Ngoãn. Lão Mi Chột nhảy dựng lên như chạm phải điện giật ý. Lão mới gào lên.
Rồi ạ, bao nhiêu năm nay rồi, bà có luôn tơ tưởng đến thằng đó đấy à? Cũng là oan gia ngõ hẹp, gái làng này chết hết hay sao? Tôi phải đi thông gia với cái nhà đó. Lão Mi chột, réo gọi thằng con trai lão. Thằng Nhất đâu? Mày ra đây tao bảo. Nghe chồng nói vậy, bà Thanh lại thở dài, rồi xách túi đồ thức ăn xuống gian bếp. Ngày xưa cả làng Văn Xá hầu như ai cũng biết chuyện tình cảm của anh Ngoãn với chị Thanh. Thậm chí hai gia đình đi lại thăm hỏi nhau kết tình thông gia. Tuy nhiên khi chiến tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết định, anh Ngoãn cùng bao thanh niên trong làng đi nhập ngũ để vượt giải Trường Sơn trong cuộc kháng chiến thống nhất đất nước. Những năm đó, trong làng ngoài ngõ chỉ còn phụ nữ và các cụ già. Thỉnh thoảng trong làng tổ chức lễ truy điệu cho những liệt sĩ hy sinh tại mặt trận phía Nam. Nhiều gia đình có con ra trận đều mong chờ tin con em mình ở chiến trường B. Xã đội trưởng của làng Văn Xá hồi đó là anh chàng Mi Trột, do ngày bé cậu ta tự quấn pháo không may bị nổ cho nên hỏng mất một bên mắt. Chính vì con mắt bị hỏng nên Mi Trột không phải đi lính. Dù biết là cô Thanh có người yêu đang chiến đấu trong Nam, nhưng Mi Trột quyết tâm tấn công. Cứ đêm tối Mi Trột lấy cớ đi tuần, rồi cầm đèn pin ghé vào nhà bố mẹ cô Thanh ngồi chuyện phiếm. Mặc anh chàng Mi Trột bám giết, cô Thanh một lòng chờ tin người yêu. Nhiều lúc cô nói thẳng mặt Mi Trột: "Gái làng mình đâu thiếu, anh đừng có theo đuổi tôi làm gì chứ." Mà đáp lại lời cự tuyệt của Thanh, lão Mi Trột vẫn lì lợm quyết không lui bước. Mùa xuân năm 1975, khi đất nước được thu về một mối, những người lính cũng trở về làng quê trong sự chào đón của bà con họ Mạc. Riêng anh Ngoãn thì bặt vô âm tín. Cô Thanh bao đêm khóc ướt đẫm gối, mong chờ trong sự vô vọng. Cuối năm đó, trước sức ép của gia đình, đám cưới cô Thanh và anh chàng Mi Trột được tổ chức. Oai oăm thay, cưới nhau vài tháng, anh chàng Ngoãn lù lù vác ba lô về làng. Lúc này cô Thanh đã mang thai đứa con đầu lòng với Mi Trột. Nghe tin Ngoãn trở về, cô như chết đi sống lại vậy. Hòa ra đơn vị Ngoãn đã tiến vào được Sài Gòn. Sau ngày 30 tháng 4, Ngoãn được điều động vào đơn vị quân cảnh. Đến tận giữa năm 1976, anh mới chính thức phục viên về làng. Lão Mi Trột nghe tin anh Ngoãn trở về thì nghiến răng ghen tức, lão cấm vợ đi qua thăm hỏi người xưa. Mà không biết nghe ai bày cách để trói chặt vợ bên cạnh mình. Trong 3 năm liền, lần lượt 3 đứa con được ra đời. Vốn là người ít học và cũng đỡ nhầm lẫn tên, lão Mi Trột đặt tên cho mấy đứa con theo thứ tự Nhất, Nhị, Tam. Chỉ đến khi vợ mang thai đứa thứ tư và sinh hạ ra một bé gái, hôm đi ra ủy ban xã làm giấy khai sinh cho con, lão Mi nhìn thấy bông hoa nhài trong vườn nhà hé nở, thế là lão đặt tên luôn cho con là Nhài. Sau này mỗi lần trà dư tửu hậu với đám bạn nhậu, lão luôn dương dương tự đắc cho rằng mình cũng là người hay chữ khi đặt tên con như vậy. Có lẽ là quá hiểu tính lão Mi Trột cho nên thôi, chả ai phản bác hắn. Cô Thanh xinh đẹp ngày nào giờ thành thiếu phụ 4 con. Cô sống lầm lũi như cái bóng bên người mà mình không hề yêu thương. Tuy nhiên tình cảm với anh Ngoãn ngày nào cũng phai nhạt theo năm tháng, cùng bao sự lo toan của cuộc sống hàng ngày. Mà điều bà Thanh lo nhất là sự hư hỏng của thằng con trai ấy, 3 thằng liền. Chính sự tiếp tay của chồng bà khiến chúng càng ngày càng bất trị. Đúng ngày xá tội vong nhân, các bà các cụ trong làng Văn Xá hoan hỉ nghênh đón sư Đảm Thi được giáo hội Phật giáo của tỉnh cử về trụ trì chùa làng. Khác với sư cụ, sư Đàm Thi là người hoạt ngôn. Khi về chùa Văn Lâm, sư có mang theo một đứa cháu họ xa cùng về, dân làng quen gọi là Tiểu Kính Phương. Việc đầu tiên khi về chùa, sư Đàm Thi cho thả sơ rau muống xuống ao để Tiểu Kính Phương có nhiệm vụ hái ra rồi đem ra chợ bán hàng ngày. Mọi loại hoa trái trong chùa nếu ngày trước sư cụ hay cho trẻ con trong làng, sư Đàm Thi cũng gọi người vào bán hết. Để yên tâm phòng trộm, sư còn ra chợ Văn Điển mua cả một đàn chó về nuôi, để khi lớn dần chúng canh chùa. Kể từ hôm đấy, cứ đêm đến, đàn chó trong chùa được thả rông, nó sủa vang một góc làng, phá tan cái bầu không khí thanh tịnh vốn có khi xưa của ngôi làng. Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng soi tỏ mọi cảnh vật trong làng. Mọi người sau một ngày dài lao động chìm vào giấc ngủ để quên đi gánh nặng mưu sinh. Bên sân chùa có người múc nước giếng đem vào nhà tắm ở góc sân chùa. Tiếng rội nước nghe lúc khoan lúc nhặt, dưới ánh trăng sáng vàng vạc, đường nét người phụ nữ rõ như ban ngày. Lão Mi Trột nhẹ nhàng như con mèo đực đi hoang, lão leo lên cây gạo sát tường ngăn cách với nhà chùa.
Chỉ một con mắt thôi, nhưng bù lại thị lực của mắt đó tinh hơn người thường nhiều lắm. Từ trên cây gạo, lão chăm chú quan sát người phụ nữ đang tắm, rồi miệng thì nuốt nước bọt ừng ực. Khi người phụ nữ bên chùa tắm xong, lão Mi ngồi im như trên trạc ba của cây một lúc lâu. Sau khi chép miệng tiếc rẻ, lúc trèo xuống khỏi cây gạo, miệng lão mới lẩm bẩm: mẹ kiếp, cái loại đàn bà đêm không ngủ phải đi tắm dưới trăng thế này đúng là có vấn đề rồi. Sau bao năm lăn lộn khắp nơi, lão tự cho mình quá hiểu về những người đàn bà tắm dưới trăng. Khi chân vừa chạm đất, lão Mi chột đứng tổ dưới gốc cây để giải tỏa sự dồn nén. Vừa tổ, lão Mi chột lại lóe lên một ý tưởng điên rồ trong đầu. Vào vụ gặt, trên mọi con đường ở làng Văn Xá phủ đầy rơm rạ. Mới hơn 6 giờ sáng, thằng Nhất, con trai cả của lão Mi chột vè vè chiếc xe cúp 81 kim vàng giọt lệ. Từ đầu làng đến cuối làng, nghe cứ vè 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 vè. Khi Nhất chạy xe vào một con ngõ nhỏ phía thôn thượng, cụ cậu tắt máy, ngó vào bên trong nhà ông Ngoãn. Nhất thừa biết giờ này ông Ngoãn chưa về đâu, còn bà Liên ra đồng từ sớm rồi. Nhà bây giờ chỉ còn mình cô bé Mộc Miên. Đang lúi húi nấu cám lợn trong bếp, Mộc Miên thấy hai con chó nhà mình chạy ra đứng gần cổng thi nhau sủa ầm ĩ cả lên. Ngó ra phía ngoài, cô thấy cậu Nhất đứng lởn vởn bên hàng rào. Nhìn cái điệu bộ lấc ca lấc cất của anh ta, cô mất cảm tình. Mộc Miên không nói gì, quay vào bưng nồi cám vừa đổ ra máng. Sau đó trộn thêm sơ rau đã thái nhỏ, khuấy đều lên cho cám mau nguội. Mấy con lợn thì ngửi thấy mùi cám, nhất loạt chạy ra sát cửa chuồng reo ầm lên. Chuẩn bị xong lợn gà cám bã, Mộc Miên thay quần áo rồi đạp xe đến trường cho kịp giờ lên lớp. Mà vừa ra đến đầu ngõ, tiếng xe máy của anh chàng Nhất áp sát ngay cạnh. Nhất nói với Mộc Miên: "Hề, em cất xe đạp đi, để anh chở tới trường cho nhanh." Mộc Miên vừa đạp xe vừa trả lời Nhất: "Thôi, em cảm ơn anh, bao năm nay em đi xe đạp đi học quen rồi ạ." Mộc Miên cố đạp nhanh hơn nhằm thoát khỏi cái anh chàng này. Vì không muốn bỏ cuộc, Nhất dồ ga bám theo người trong mộng của mình. Khi đến gần cổng làng, Mộc Miên nhập hội cùng hai cô bạn học cùng trường. Cả ba vừa đạp xe vừa trò chuyện rôm rả, mặc cho anh chàng Nhất đeo bám phía sau. Vừa chạy bám đuôi 500m, thấy không có kết quả. Thôi, Nhất bèn quay xe về quán đình tụ tập với hội trai làng. Đấy, từ ngày bố sắm cho cái xe máy, trong mắt đám trai làng Văn Xá, Nhất được coi như kẻ cầm đầu mọi cuộc chơi bời tụ bạ. Có lẽ chỉ mấy cha con lão Mi chột mới biết rõ tiền mua xe đến từ đâu thôi. Lão Ngoãn thong thả đạp chiếc xe lọc cọc không phanh, không gác đờ bu về nhà. Sau khi đã thịt bốn con lợn cho nhà mụ Tám Béo, dắt chiếc xe đạp vào sân, lão Ngoãn vào trong nhà mở lồng bàn, thấy con gái để một phần đĩa cơm rang trộn dưa cùng một đĩa trứng tráng có hành. Lão mê mở tủ lấy chai rượu nếp cẩm, sau đó rót một chén nhỏ. Lão bắt đầu khề khà uống rượu và đưa cay bằng những miếng trứng tráng vàng rộm. Uống xong chén rượu cho giãn gân cốt, lão thong thả ăn đĩa cơm rang. Vừa ăn, lão vừa xúc mấy thìa cơm hắt xuống nền nhà cho hai con chó tranh nhau. Nắng mùa thu rọi xuống khiến sân nhà lão rực lên một màu vàng óng, màu của rơm rạ, màu của thóc được phơi sau thu hoạch. Ngồi trong nhà, lão Ngoãn lơ đãng nhìn những bằng khen được lồng khung treo khắp nhà. Đó là kỷ niệm thời kỳ lão còn tại ngũ trong quân đội, cái thời mà bọn thanh niên như lão khi nhận lệnh hành quân và chi viện chiến trường miền Nam đều xác định là chết xanh cỏ, sống đỏ ngực. Hồi mới phục viên về làng, lão Ngoãn được chính quyền tạo điều kiện phân công nhiệm vụ theo nguyện vọng. Dù sao thế hệ của lão đã hoàn thành nhiệm vụ thời chiến. Không suy nghĩ gì nhiều, lão Ngoãn xin vào hợp tác xã nông nghiệp với mong ước chung sức với bà con xây dựng quê hương giàu đẹp. Tuy nhiên mới làm được vài tháng, vì không chịu được những sự ngang trái, lão Ngoãn đã liên tục viết đơn tố cáo gửi lên Ủy ban Nhân dân xã. Không chịu được cái sự thẳng tính của lão, cuối cùng thì hợp tác xã kiếm cớ cho lão nghỉ. Ngồi nhà mấy tháng cũng chán, lão đã xin chân thịt lợn cho mụ Tám Béo. Lão tưởng chỉ làm đồ tể vài năm rồi buông dao làm ruộng. Thế mà không ngờ lão hành nghề gần 20 năm rồi. Nghề thịt lợn thì cũng có bí quyết riêng của nó. Mỗi khi đến nhà nào bắt lợn, chỉ cần liếc nhìn cái bụng lạc lè của con lợn, lão Ngoãn biết ngay nhà chủ đã cho lợn ăn liên tục nhằm tăng thêm vài cân khi bán đây. Bước vào chuồng lợn,
Lão Ngoãn không vội lao vào chói ngay. Lão giả vờ tóm hụt để lợn chạy khắp chuồng. Khi túm chân lợn để chói, lão tì mạnh đầu gối vào bụng con lợn. Thế là toàn bộ số phân lợn được thải ra chuồng. Chú lợn cứ thế tụt hẳn vài cân trước sự bất lực của chủ nhà. Khi mà vợ lão sinh con bé Mộc Miên, lúc đứng làm thịt cho chủ mang ra chợ bán, dù nắng hay mưa, dù mùa hè hay mùa đông, lão Ngoãn bao giờ cũng đi một đôi ủng khá to. Mới nhìn qua ai cũng tưởng lão muốn tránh bị nước ăn chân do phải bì bõm trong chỗ làm lợn ngập nước. Nhưng kỳ thật, vì đi ủng còn nhằm mục đích khác. Chỉ cần con mụ tám béo ngó sang chỗ khác chưa đầy một phút, lão Ngoãn nhanh tay xẻo ngay miếng thịt mông sấn nhét ngay vào trong ủng. Lúc khác sẽ là vài lạng thịt nạc thăn. Khi về đến nhà, việc đầu tiên của lão tháo đôi ủng ra đưa cho vợ. Đó, không cần nói nhiều, bà Liên vợ lão đem đôi ủng ra cầu ao, dốc ngược từ trong ủng ra có vài miếng thịt rơi ra. Miếng thịt nạc thì được làm ruốc cho bé ăn dần. Miếng thịt vừa mỡ vừa nạc được kho tàu với nước dừa. Làm nghề này hầu như ngày nào nhà lão cũng có thịt ăn mà chả mất tiền mua. Cứ nghỉ trưa xong, lão Ngoãn lại đạp xe đến nhà mụ tám béo lấy tiền công giết thịt mấy con lợn hồi sáng. Nhiều lúc hứng chí, lão hay nói với vợ con, làm cái nghề này tuy nó vất vả, nhưng sáng cấy chiều gặt, nên là luôn có tiền tươi thóc thật, chứ không phải phù như làm nông nghiệp. Cuộc sống của lão Ngoãn không đến nỗi vất vả gì, hiểm một nỗi dù rất muốn, nhưng mà lão chỉ có độc một đứa con gái. Mộc Miên con gái lão đang học cấp 3 tại trường huyện, và định thi vào trường cao đẳng sư phạm Thường Tín cho gần nhà. Nhìn con gái đã lớn khôn, tự dưng lão thèm có một mụn con trai để lo việc hương hỏa sau này thế. Dù lão hết tỉ tê ngọt nhạt đến bóng gió xa xôi, nhưng bà Liên vợ lão nhất quyết không đẻ nữa. Thuyết phục vợ không được, nên dạo này cứ hết giờ làm công việc phát sinh, thay vì vùi đầu vào ngủ bù cho việc phải thức từ 4 giờ sáng. Lão Ngoãn đạp xe từ đầu làng tới cuối làng, rồi rẽ vào hàng nước của cô Thoa. Người đàn bà quá lứa nhỡ thì, nhưng mà vẫn còn chút xuân sắc. Lại nói đến sư thầy Đàm Thi. Sư thầy ngồi buộc từng bó rau rút và rau muống, rồi dặn tiểu Kính Phương. Con nhớ khi bán hàng là phải tiền trao cháo múc, dù quen mặt, quyết không bán chịu như mấy lần trước. Bán nhanh còn về phụ các vãi đóng oản cho dỗ tổ ngày mai nhé. Nghe sư phụ dặn dò, tiểu Kính Phương vâng dạ rồi gánh rau ra chợ bán. Để có được gánh rau tươi mang bán, tiểu Kính Phương phải dậy từ 5 giờ sáng lội ao hái cho kịp buổi chợ sáng. Sư thầy Đàm Thi đóng cổng chùa, rồi xuống gian nhà ngang mở sổ sách xem lại các khoản thu trong tháng. Từ ngày sư thầy về chùa trụ trì chùa Văn Lâm, mọi việc được đi vào quy củ hơn trước. Để tránh thất thu nguồn hoa lợi, sư Đàm Thi đã thuê thợ mang các mảnh thủy tinh vỡ cắm lên tường, bao quanh chùa, phòng lũ trẻ con và hái trộm hoa quả. Sư thầy cũng mua và thả rông đàn chó trong chùa, cho nên người ngoài khó mà lọt vào được. Dân làng Văn Xá thì đều biết rõ, nhà sư thầy có truyền thống đi tu. Nhà sư có 6 anh chị em, nhưng có tới 4 người chọn quy y cửa Phật. Bản thân sư Đàm Thi không xuất gia từ bé như anh chị em của mình. Sư lấy chồng nhưng không có con, lại gặp người chồng rượu chè cờ bạc. Sống với nhau vài năm không hạnh phúc, cuối cùng hai người chia tay nhau. Trong lúc khủng hoảng nhất cuộc đời mình, sư Đàm Thi quyết định xuống tóc đi tu. Nhờ sự quen biết và tác động từ mấy vị sư là anh ruột của mình, nên học xong trung cấp Phật giáo, sư Đàm Thi được phân về ngôi chùa Văn Lâm cổ kính. Đang chăm chú nhìn vào cuốn sổ thu chi, sư thầy Đàm Thi bỗng giật mình khi nghe tiếng chào. Bạch thầy, hôm nay tôi sang quế quả nhà chùa có chút việc. Ngẩng đầu lên, sư Đàm Thi thấy lão mi trột từ đâu lù lù hiện ra trước mặt. Ô hay, rõ nhà sư đóng cổng chùa rồi thả rông đàn chó. Thế mà không con nào sủa lên một tiếng nhở? Thậm chí đàn chó thấy lão mi trột lại ve vẩy đuôi mừng rỡ. Tuy bực mình, nhưng sư Đàm Thi tươi cười mời lão mi trột ngồi xơi nước. Dù sao, nhà lão gần nhà xa ngõ với ngôi chùa làng. Chắc sư Đàm Thi phải ngạc nhiên vô cùng nếu biết được. Dù sống sát vách, nhưng suốt mấy chục năm qua, chưa một lần lão mi trột bước chân sang đất nhà chùa đâu. Không gian trong chùa tĩnh lặng, thoảng trong mùi trầm hương xen lẫn mùi rơm rạ phơi khắp đường làng. Tại gian nhà ngang, hai người rủ rỉ nói chuyện. Mà không biết họ nói những gì,
Lâu lâu cả hai cất tiếng cười vui vẻ lắm. Đã lâu lắm rồi, sư Đàm Thi mới được nói chuyện với một người tâm đầu ý hợp. Về phần lão Mi Trột, có lẽ đây là cuộc nói chuyện duy nhất kể từ thuở cha sinh mẹ đẻ mà lão cố nhịn không hề văng tục câu nào. Để kìm nén không văng bậy theo thói quen cũng là một sự cố gắng lớn của lão rồi. Dù sao, lão Mi Trột phải nhịn không văng tục mấy chục phút mà lão cảm thấy người như kiểu táo bón lâu ngày ấy. Cuộc đàm đạo vô tiền khoáng hậu chỉ dừng lại khi mà Tiểu Kính Phương bán hết chỗ rau nhanh hơn dự kiến rồi quay về ngôi chùa. Chủ với khách chia tay nhau trong lưu luyến. Còn lão Mi Trột vừa ra khỏi cổng, lão buột miệng chửi thề. Mẹ kiếp, trời nóng thế này lại sắp đến rằm tháng 8. Đêm nay trăng sáng phải biết. Vang ra được một câu cửa miệng quen thuộc, lão Mi Trột cảm thấy trong lòng khoan khoái quá. Đang bước đi trên con đường làng, lão Mi Trột bất giác dừng lại, hách cây mũi hít hà như đánh hơi. Trong muôn vàn các loại mùi đặc trưng của vùng quê đang vào vụ gặt, lão nhận ra mùi chả chó thơm nồng từ hàng thịt chó của con mẹ dậu quắt ở sát đình làng ấy. Không thèm đảo về nhà dù có hẹn với khách, thế là lão Mi Trột nuốt nước bọt khan rồi thẳng hướng quán thịt chó bước tới. Dù sao thì lão cũng phải đánh chén tưng bừng để có sức mà thức trọn đêm nay. Lúc đi ngang qua nhà văn hóa xã, lão thấy ai đó viết mấy câu thơ lên tấm bảng thông tin. Dưới ánh trăng đêm ngó nên thơ, bến im bờ vắng thấy lững lờ, chỉ còn tiếng dế tiếng run ấy, mặt sông trăng vẽ đẹp như mơ. Dù không hiểu hết ý bài thơ, nhưng đọc thấy câu dưới ánh trăng đêm, tự dưng lão Mi Trột cười khùng khục như ma làm ấy. Giữa trưa nắng chang chang, Linh Dỗ đạp xe từ thôn thượng xuống thôn hạ, rồi vòng ra sân đình. Không phải y dỗi hơi đâu, mà vì công việc mưu sinh đấy. Từ ngày nướng hết chỗ tiền bán cổ vật và sới bạc nhà lão Mi Trột, dạo này Linh Dỗ nhận làm chân bảo nông cho hợp tác xã. Ngoài ra, y trông coi tất cả các dạng nhãn đang mùa thu hoạch. Những dạng nhãn đó được mụ Tám Béo đứng ra nhận thầu với xã. Tôi đến, dù thèm cái không khí ăn thua ở sới bạc lắm, nhưng Linh Dỗ phải trông hồ cá theo thỏa thuận. Ngày trước hợp tác xã bao tiêu toàn bộ, nhưng năm nào cũng lỗ hết. Từ ngày cho các hộ gia đình nhận bao thầu, mọi việc đổi khác. Mấy năm nay nhà mụ Tám Béo đều trúng thầu và thắng lớn, khiến không ít người trong làng ghen tức. Đó, thói đời là vậy. Sở dĩ mụ Tám Béo phải thuê Linh Dỗ, vì năm ngoái khi hồ cá nhà mụ đến ngày chuẩn bị có thương lái từ Hà Nội về mua, bỗng sáng ra, cá chết nổi trắng mặt hồ. Con nào chưa chết thì cũng đang trong tình trạng ngáp không khí. Thế là hơn 6 tấn cá mất trắng trong tích tắc. Không những thế, mụ Tám Béo còn thuê người vớt cá đem chôn ngay. Nếu không, mùi cá chết sẽ làm ô nhiễm cả làng Văn Xá. Mụ Tám Béo hôm đó như chết lặng, không cần mất công tìm hiểu. Mụ nhìn thấy vỏ chai thuốc trừ sâu bị kẻ nào vứt ngay gần hồ, hiểu ngay nguyên nhân đàn cá bị chết rồi. Rút kinh nghiệm xương máu từ năm đó, năm nay nhân dịp Linh Dỗ vay nóng 5 triệu đem nướng và sóc đĩa, mụ bắt Linh Dỗ nhận chân bảo vệ để trừ nợ. Mụ Tám Béo biết rõ ngoài máu me cờ bạc, Linh Dỗ là đứa xông xáo và được việc. Mùa hạ dần khép lại để đón mùa thu sang. Trong tiết trời se lạnh của những ngày chớm thu, Tiểu Kính Phương thức dậy từ 5 giờ sáng để lau dọn các ban thờ, quét sân chùa sạch sẽ. Khi trời hưởng sáng, Tiểu Kính Phương đi chợ mua về những bó sen cuối vụ để dâng lên cúng Phật. Trong lúc Tiểu Kính Phương ra ngoài, sư thầy Đàm Thi ngồi thiền ngay gian chính điện cho tĩnh tâm. Sau khi ngồi thiền một tiếng, sư thầy ngồi đọc kinh sách bàn luận về cõi tạm, cũng nghi như kiếp người nơi trần thế. Từng dòng từng chữ hiện ra trước mắt của sư thầy Đàm Thi như lời nhắn nhủ. Đức Phật từ bi và trí tuệ, xin hãy về dưới chân ngài, để một lần buông xuống tất cả những mộng ảo trần gian, để một lần được tắm mình trong dòng sữa pháp thiêng liêng, cho thân tâm được gột rửa những bụi trần đã in sâu trong tâm khảm. Cõi đời tạm bợ, trần thế tạm nương, không gì là mãi mãi khi vô thường là bản chất phù sinh. Nên ta hãy hướng tâm mình đến con đường đạo lý, đi tìm cái gì đó thanh cao và vững chãi lâu bền. Một khi đã giác ngộ thì thảnh thơi giữa biển đời sinh tử, ra vào tự tại ba cõi và tiếp tục công cuộc độ sanh. Được như thế mới không uổng phí kiếp người.
chẳng biết song chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Đọc xong chương sách đó, sư thầy Đàm Thi nén tiếng thở dài, bắt đầu gõ tụng kinh như thường lệ. Tiếng chó sủa râm ran ngoài cổng, báo hiệu có sự có mặt của các bà vãi đến làm công quả và chuẩn bị cho lễ cúng rằm tháng 8. Phía bên kia tường rào, nhà lão Mi chột sáng đèn thâu đêm để phục vụ các con bà khát nướng sát phạt nhau. Tại nhà ông Ngoãn, bà Liên bưng chiếc đĩa sứ có mấy quả chuối và hai lạng cốm được bọc trong lá sen để lên bàn. Trong lúc lão Ngoãn đang ăn chuối và thò tay bốc từng nắm cốm nhét vào mồm để nhai, bà Liên thủ thỉ nói với chồng. Này, tôi nghe người làng đang kháo nhau. Dạo này mình hay la cả quán nước nhà cô Thoa phía cuối làng đúng không đấy? Nếu người khác thì tôi không dám có ý kiến. Nhưng cái cô Thoa đấy á, nổi tiếng là người hay lang trạ khắp làng đấy. Con Mộc Miêng nó cũng lớn rồi, mình làm gì thì cũng để ý một chút. Nếu không sau này con mình khó mà lấy chồng, vì người ta lấy vợ xem tông đấy. Không đợi vợ nói hết câu, lão Ngoãn ngửa cổ dốc nốt chỗ cốm từ lá sen vào miệng. Vừa nhai cốm lạo xạo trong mồm, lão vừa nói. Ôi dào, ở cái làng này toàn đứa dỗi hơi, chuyên ngồi lê đứa chuyện. Người ta là gái chính chuyên, còn hơn trăm vạn nhà các bà. Tôi nói đẻ thêm thằng con trai thì bà kêu không đẻ được cơ. Vậy thì tôi tự đẻ được chắc. Nghe chồng nói vậy, bà Liên im lặng bê chiếc đĩa xuống bếp. Sau khi rít hơi thuốc lào với vẻ mặt sảng khoái, mặc cho bà vợ lúi húi nấu cơm trong bếp, lão Ngoãn dắt xe con lọc cọc ra ngõ để đạp xuống cuối làng. Chỉ có nơi đó, lão mới cảm thấy sự thanh xuân đang trở lại trong cái thân hình bắt đầu lão hóa theo thời gian của mình. Việc khát khao có một thằng cu nối dõi đang dần thành hiện thực khiến lão cảm thấy phấn chấn lạ thường. Đường làng giữa trưa vắng vẻ, tiếng gà gáy từ xa vọng lại, tiếng chó sủa mỗi khi có người qua lại, cộng thêm mùi rơm rạ khiến không gian của làng mang nét đặc trưng của nó. Mà vừa thấy lão Ngoãn, cô Thoa cười rinh rích ấy. Cô đưa tay đỡ lấy cặp lồng mỡ từ tay người tình rồi đem vào trong nhà. Giữa trưa, hàng nước của cô không có khách, con đường cuối làng dẫn ra cánh đồng giờ này không bóng người. Lão Ngoãn vội vàng dắt con xe vào nhà cô Thoa rồi đóng cửa lại. Cái nắng nóng oi ả của tháng 8 cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình của hai người. Họ lao vào nhau như kiểu hạn hán gặp mưa rào ấy. Mặc tiếng chửi bới của bà hàng xóm bị mất gà đang reo réo từ xa vọng lại. Trời vừa sẩm tối là lúc tiếng trống ếch vang lên khắp đường làng ngõ xóm. Hôm nay sân đình là nơi bày cỗ đón trăng của các cháu thiếu nhi. Ngay từ chiều, Mục Miên với các bạn trong đoàn thanh niên của xã trăng đèn kết hoa. Trẻ em của làng được bố mẹ đưa ra sân đình vui chơi. Đám thanh niên cũng nhân dịp này góp mặt tán tỉnh nhau. Thằng nhất nhà lão Mi chột ngay từ chiều đã ngồi dưới gốc đa ngắm nhìn con bé Mộc Miên. Hễ có thanh niên nào cười với Mộc Miên, nó sôi máu ghen tức. Nó không dám gây sự công khai, nhưng mà sẽ nhớ mặt từng người để trả thù dịp khác ấy. Cô bé Nhài là em gái nhất, cũng có mặt ở trong top chuẩn bị bày cỗ trung thu. Riêng hai thằng nhị thằng tam không khoái mấy cái trò này. Bọn nó chỉ thích lượn sang các làng bên, trộm chó mang ra thị trấn Văn Điển bán rồi lấy tiền tiêu xài thôi. Mấy đứa con đi vắng hết, tranh thủ lúc chồng còn đang nằm ngáy vang cả nhà, bà Thanh lau dọn nhà trên. Bình thường nơi đây là chỗ tiếp khách và kiêm luôn sới bạc mỗi khi đêm về, nên bà với con gái hiếm khi ngó vào. Lúc cúi xuống quét dọn dưới ban thờ, bà Thanh thấy một bao tải được buộc dây chun, bà mới kéo ra xem. Không biết bao tải có cái gì nặng trịch thế nhỉ? Lúc mở được bao tải ra, bà bủn rủn hết cả tay chân. Ôi dồi ôi, bên trong bao tải, một con rùa bằng đồng khá to. Trên mu rùa còn nguyên vết chân của con hạc, nhưng bị tách ra khỏi lưng rùa cho gọn. Bà Thanh nhìn kỹ trong gầm ban thờ, thấy con hạc bằng đồng được bọc trong chiếc vỏ chăn cũ của gia đình, được nhét tít sâu bên trong. Ngồi bần thần bên đống đồ vừa lôi ra, bà Thanh hiểu vì sao tự dưng mấy cha con nhà này dạo gần đây nhiều tiền thế. Hóa ra không phải đánh bạc. Mấy vụ trộm cổ vật bên chùa là do chồng với con bà thực hiện. Đang mải suy nghĩ về tội lấy của nhà chùa, bà Thanh bất giác giật mình bởi tiếng quát của lão Mi chột. Bà làm cái gì, dám lôi đồ của tôi ra để tơ hơ thế hả? Vợ mới trả con ngu lắm.
chẳng may đứa nào nó nhìn thấy, rũ tù cả đám. Nói xong, lão Mi chột đẩy bao tải có con rùa vào trong ban thờ, rồi đuổi vợ xuống bếp. Bằng sự lọc lõi của mình, ngay khi bốn cha con sang chùa trộm được chiếc chuông cổ với đôi hạc đứng trên lưng chùa, tất cả được đúc tinh xảo bằng đồng, có tuổi đời vài trăm năm tuổi. Lão Mi chột bán quả chuông cổ cho một tay trùm buôn đồ cổ ở Hải Phòng. Lão biết rõ, bọn này nó có đường dây móc nối với thủy thủ tàu Viễn Dương, mang ra nước ngoài bán cho các nhà sưu tập cổ vật ở nước ngoài. Đôi hạc đứng trên lưng rùa, lão Mi quyết định chỉ bán một con, nếu bán cả đôi không được giá. Người mua dù thích, nhưng lão Mi luôn luôn mồm khẳng định đôi hạc quý do chiến tranh loạn lạc nên là chỉ còn một con duy nhất thôi. Bán xong hai món đồ, thu về một mớ tiền, mấy cha con vung tiền mua sắm. Thằng nhất thằng nhị mua được mỗi thằng một cái xe máy chỉ để đi tán gái làng, riêng thằng Tam ít tuổi nên chưa được mua. Con hạc còn lại chưa bán, lão Mi cậy ra khỏi lưng con rùa, nhét vào dưới ban thờ. Lão Mi chột biết rõ, đồ cổ càng để càng lâu càng có giá. Biết đâu sau này, con hạc này chính là tiền dưỡng già của vợ chồng lão thì sao? Trời càng về khuya, ánh trăng càng sáng tỏ. Trăng rằm có vẻ đẹp riêng của nó. Từng con đường làng ngõ xóm, dù tắt hết điện, nhưng vẫn được soi sáng nhờ trăng rằm. Đêm khuya thanh vắng, đám thanh niên làng cũng đã về ngủ từ rất lâu. Trong nhà lão Mi chột, các con bạc vẫn say sưa dõi theo kẻ cầm cái mỗi lần mở bát. Tiếng đồng xu vang lên leng keng trong chiếc đĩa được úp trong bát sứ, khiến cho bao kẻ phải tan cửa nát nhà. Cờ bạc ngấm sâu vào máu của các con bạc, nó như thể không khí để thở ấy. Không có nó, các con bạc cảm thấy vô cùng trống vắng. Chẳng thế mà nhiều con bạc sau khi tán ra bại sản, dù không còn tiền để chơi, hàng đêm cứ cố chen chân xin được ngồi chầu rìa để nghe cái tiếng đồng xu ma quái đó, để đắm mình trong cái tiếng hò reo của kẻ thắng, tiếng rền rĩ, xen lẫn tiếng chửi rủa của kẻ thua. Trong lúc các con bạc đang vào cao trào, liếc nhìn đồng hồ gần 2 giờ sáng rồi, lão Mi chột bước ra ngoài sân. Lũ chó đang nằm phủ phục ngoài hiên, thấy chủ thì chạy lại vẫy đuôi mừng rỡ. Lão Mi vẫy thằng nhị đang ngồi phì phèo thuốc lá, và canh cổng lại dặn dò. Này, mày nhớ đừng có ngủ quên đấy, đề phòng công an sẽ ập vào nhớ chưa? Thằng nhị nó nghe bố dặn thì gật đầu một cách miễn cưỡng. Nó đang bực vì thằng nhất chạy xe ra thị trấn Văn Điển chơi cả đêm không thấy mặt đâu, để nó phải ngồi canh chừng thế này. Lão Mi chột bước ra sau vườn, nhẹ nhàng như con mèo ấy. Lão Mi trèo lên cây gạo rồi bắt đầu quan sát. Lúc trước dù ngồi trong chiếu bạc với đủ âm thanh hỗn tạp khác nhau, thế mà lão nhận ra tiếng rội nước bì bõm từ bên chùa vẳng lại. Khi yên vị ở trên cây, lão Mi chột mới thoáng nhìn thấy bóng một con chim bay qua. Cái tiếng kêu éc 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 éc. Thoáng chút rùng mình vì gặp phải chim lợn, lão lẩm bẩm chửi thề, rồi dùng con mắt còn lại hướng về phía đất của nhà chùa. Ngồi quan sát một cách chăm chú được khoảng 15 phút, hết chịu nổi rồi, lão Mi chột mới tụt xuống đất, tung ngay chiếc chăn bông rách lên bờ tường cắm đầy mảnh thủy tinh. Thế rồi lão mới gắng trèo sang đất bên chùa. Lão đã quan sát kỹ nhiều ngày, cả một đoạn tường rào ngăn cách đất chùa với đất vườn nhà lão. Duy nhất có đoạn tường này cắm vài miếng thủy tinh chiếu lệ, chứ không như chỗ khác, ngoài thủy tinh còn răng thêm cả dây thép gai cơ. Lão Mi chột chỉ cách nhà tắm chưa đầy 5 mét thôi, nghe tiếng nước dội vang lên như mời gọi, như thúc giục ấy, như khiêu khích mọi giác quan của lão. Mọi thứ lúc này với lão chỉ bé bằng đúng cái móng tay. Khi bước gần đến nơi, đất dưới chân lão bỗng sụt xuống, khiến lão không kịp phản ứng rồi bộp một phát ngay xuống hố. Chưa kịp hiểu chuyện gì, lão gào lên trong đau đớn. Tiếng kêu của lão Mi chột phá tan bầu không khí tĩnh lặng của đêm rằm tháng 8. Ánh trăng rằm khi nãy sáng vằng vặc, bỗng bị đám mây đen che khuất khiến mọi thứ tối sầm lại. Trước khi ngất lịm đi, lão Mi chột lại thấy bóng con chim lợn bay lượn trên đầu. Trời tối đen như mực, từng đợt gió lạnh thổi từng cơn. Mới hơn 4 giờ sáng, nhìn lão Ngoãn phải ra khỏi giường như mọi ngày. Vừa chui ra khỏi chăn, lão rùng mình vì lạnh quá. Sau khi bắn một điếu thuốc lào cho ấm phổi, lão mới đạp xe đến nhà mụ Tám Béo bắt đầu công việc sát sinh. Trong lúc đợi cho nước sôi, lão Ngoãn lôi ra 5 con lợn chuẩn bị hóa kiếp. Đây là số lợn sẽ phải thịt trong sáng nay. Nếu sang tháng chạp,
lượng thịt tiêu thụ mạnh, có hôm à, phải thịt 8 con mới đủ cho mụ tám béo bán. Những ngày giáp Tết, lão Ngoãn phải thịt tới 15 con lợn ý. Lão Ngoãn mở túi đồ nghề, lấy 3 con dao to nhỏ các loại, một thanh thép tròn thu nhỏ dần về đầu mũi. Đây là thanh liếc dao cho sắc, liếc là loại thép cứng và phải thửa riêng mới có. Cứ sau khi dùng dao phóng tiết xong, lão Ngoãn lại chuyển sang dùng con dao khác to bản hơn để mổ phanh con lợn, rồi moi cái đống nội tạng vứt ra chậu để người phụ việc lo làm sạch cỗ lòng. Không kịp nghỉ tay phút nào, lão Ngoãn chuyển sang dùng con dao to bản để chặt xương rồi phanh các tảng thịt theo yêu cầu của mụ tám béo. Làm đến con lợn thứ tư, dù trời vẫn lạnh, lưng áo của lão Ngoãn ướt sũng mồ hôi. Chốc chốc, lão lại dùng cái liếc để cho dao được sắc hơn. Lão đứng lên vặn người một cái cho đỡ mỏi lưng, rồi chuẩn bị giết con cuối cùng. Cũng như mấy con trước thôi, lão vung dao nhanh gọn dứt khoát. Sau khi chuyển các tảng thịt lên xe máy, để lão chồng mụ tám béo trở ra chợ, lão Ngoãn ngồi bên cạnh bếp lửa cho ấm. Vừa hơ tay trên bếp lửa hừng hực, lão Ngoãn lại liếc nhanh vào đôi ủng đi ở chân. Bên trong ủng nhét khá nhiều miếng thịt thăn, thịt ba chỉ mà vợ chồng mụ tám béo dù đứng kè kè ngay đó cũng không phát hiện ra được. Đang chuẩn bị thu dọn đồ nghề ra về, chợt người phụ việc kêu lên hãi hùng. Theo tay người phụ việc, lão Ngoãn thấy trong chiếc tràng của con lợn cuối cùng mà lão vừa giết thịt, có 5 con lợn con thành hình. Lão chợt toát mồ hôi, điều tối kỵ trong nghề sát sinh là giết con vật đang có chửa. Tuy nhiên sau phút sững sờ, lão cho cả 5 con lợn con vào túi ni lông rồi mang về nhà. Lão Ngoãn bê bình rượu ngâm rễ cây đinh lăng rót đầy một cốc. Với vẻ mặt khoan khoái, lão cho mấy nhánh tỏi và chảo mỡ đang sôi. Đợi mùi tỏi bốc lên thơm lừng, lão bèn thả 5 chú lợn con vào chảo, chiên vàng rụm lên. Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, lão Ngoãn nhâm nhi cốc rượu rồi xơi món lợn bao tử một cách sung sướng lắm. Phía ngoài cầu ao, bà vợ lão đem chỗ thịt nhét trong đôi ủng ra chế biến thức ăn cho cả ngày. Trong lúc lão say sưa thưởng thức món lợn bao tử chiên giòn, Tiểu Kính Phương từ ngoài cổng đi vào gặp lão rồi thông báo. Dạ, thầy con mời bác ghé sang chùa, có chút việc quan trọng thầy con cần trao đổi ạ. Nghe sư chủ trì muốn gặp, lão Ngoãn đứng dậy trả lời ngay. Sư bác về chùa, tôi chuẩn bị rồi sang chùa ngay kẻo thầy đợi. Đợi Tiểu Kính Phương đi khỏi, lão Ngoãn ngồi nhâm nhi chén rượu rồi nhai món khoái khẩu. Bữa rượu sáng vừa xong cũng là lúc lão Ngoãn nằm lăn ra làm một giấc. Mãi đến tận 17 giờ, lão mới đạp xe dọc con đường làng đến chùa theo lời gặp sư thầy có việc. Còn bà Thanh, bà đi cắt thuốc của cụ Lang Đào trên tận phố ga Thường Tín trở về. Khi đạp xe đến gần quán đình, bà Thanh nhìn thấy lão Ngoãn người tình một thủa đang đạp xe theo chiều ngược lại. Vì không muốn giáp mặt cố nhân, bà ấy rẽ ngay vào con ngõ gần đó tránh mặt. Chuyện lão Ngoãn đi lại thậm thụt với cô Thoa khiến cả làng văn xá này bàn tán một thời gian rồi. Ai cũng ái ngại cho bà Liên với con bé Mộc Miên. Còn bà Thanh à, bà chỉ biết thở dài. Lão chồng bà tệ hại đã đành, giờ lại đến lượt lão Ngoãn nữa chứ. Vừa về đến đầu nhà, bà Thanh đã nghe thấy tiếng chửi rủa của lão chồng kèm tiếng chó sủa. Có lẽ quen với âm thanh hỗn tạp như vậy, con bé Nhài vẫn im lặng ngồi học bài và chuẩn bị cơm tối dưới bếp. Bà Thanh biết chắc như mọi ngày, mấy thằng con trai vô tích sự còn đang lêu lổng ở đâu đó, không thèm vác cái mặt về đây mà. Các cụ nói, tháng 10 chưa cười đã tối không sai. Chưa đến 6 giờ, trời đã tối sầm. Từng cơn gió mùa đông bắc thổi khiến hàng cây trong vườn cứ xào xạc. Lão mi chột lèm bèm chửi bới, có lẽ do vết thương ở chân bị đau nhức vì thời tiết chuyển lạnh đây. Từ trưa đến chiều, lão nốc 2 chai rượu để thay cho thuốc giảm đau. Khổ nỗi rượu nốc rồi mà vẫn không say, chân thì vẫn cứ đau nhức, cho nên lão chửi cho sướng miệng và chút giận lên vợ con ý. Đêm hôm rằm tháng 8, khi lão mi chột rơi cả người xuống hố sâu, sau khi chân vừa chạm xuống đất, lão gào lên đau đớn vì dính bẫy rồi. Dưới hố có đặt một cái bẫy sắt khá là to. Loại bẫy mà lão mi chột dính phải có tên gọi là bẫy cạp là. Đây là loại bẫy cực mạnh được bà con dân tộc hay dùng bẫy thú ấy. Cái loại bẫy này được các thợ rèn chế tác từ 2 miếng thép có một hàm răng lược đan vào nhau, cùng với 2 cái lò xo cực mạnh nhằm giữ chặt chân con thú khi bẫy sập.
Đây là loại bẫy chuyên để săn các loài thú lớn. Khi dính bẫy từ bò tót cho đến hổ thì cũng phải chịu chết. Giờ đây hai hàm răng lược bằng thép găm chặt vào cổ chân lão mi chột. Máu từ chỗ kẹp tuôn xối xả, khiến lão ngất lịm cả đi. Nghe tiếng kêu thét của bố, mấy thằng con trai chạy ra vườn tìm. Theo hướng tay thằng Tam chỉ, mấy đứa con lão mi chột vừa tường nhảy sang bên đất chùa, mặc cho đám chó đang sủa ầm ĩ. Dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ, mấy đứa nhìn thấy bố mình nằm lọt dưới cái hố, chân bị chiếc bẫy sắt găm chặt. Hì hục một lúc lâu, bọn chúng mới gỡ được chiếc bẫy thú ra khỏi chân lão mi chột. Thằng nhất nó lấy hết sức đạp đổ một đoạn bờ tường rào để khiêng bố mình về nhà. Sau này tìm hiểu mọi người mới biết, cái hố lão mi chột rơi xuống vốn là hố vôi. Ngày xưa nhà chùa tôi vôi dùng vào việc tu sửa lại gian chính điện. Khi hết vôi, chiếc hố chưa được lấp. Sau khi ngôi chùa liên tiếp xảy ra các vụ trộm đột nhập lấy cắp cổ vật, chính lão ngoãn lấy chiếc bẫy treo trên gác bếp rồi mang sang chùa thả xuống hố. Lão cẩn thận đặt các thanh tre rồi phủ rơm hóa trang lên trên miệng hố ấy. Chiếc bẫy thú này lão ngoãn được một người đồng đội khi xưa hiện sống ở Tây Nguyên tặng làm kỷ niệm. Chính lão ngoãn đã tư vấn cho sư thầy Đàm Thi các mảnh thủy tinh khắp các tường rào. Tuy không có bằng chứng, nhưng mà lão ngoãn vẫn nghi vụ trộm chùa là do mấy cha con nhà lão mi chột gây ra. Lúc đám thợ cắm các mảnh thủy tinh và trăng dây thép quanh tường rào, lão ngoãn âm thầm để ngỏ một đoạn tường rào ngay gần hố vôi có đặt bẫy. Kinh nghiệm chiến trường giúp lão ngoãn phán đoán chính xác thủ phạm rồi. Bên cạnh việc thâm thù bởi lão mi chột đã cướp mất cô người yêu, lão ngoãn luôn đố kỵ với lão mi chột ở việc là hắn sinh được ba thằng con trai, trong khi lão thì có mỗi cô con gái. Ngay khi biết tin lão mi dính bẫy, lão ngoãn ngồi nhậu tại hàng thịt chó của mụ Dậu Quắt suốt buổi trưa vì hả hê sung sướng quá. Nhậu xong, lão mò về nhà cô Thoa tiếp tục kiếm cái mụn con nối dõi. Lão mi chột được khiêng về nhà lúc giữa đêm. Thằng nhất nó đổ nguyên chai rượu vào chân bố để sát trùng. Sau khi dùng tới 5 gói thuốc lào để cầm máu, lão mi cũng dần tỉnh lại. Suốt một tuần sau đấy, dù được đắp các loại thuốc bằng lá cây, nhưng chân thì đau nhức lắm. Lão mi chột có liên tục sốt cơ. Chỉ đến khi bàn chân tím đen, chỗ vết thương dỉ nước vàng bốc mùi không chịu nổi, lão mi chột mới thều thào nói với vợ: "Bà ơi, bà gọi ngay mấy đứa về cho tôi ra viện đi chứ, đau nhức quá, tôi không chịu nổi nữa rồi." Khi lão mi chột được các bác sĩ bệnh viện Thường Tín khám, chỉ cần nhìn sơ qua, vị bác sĩ nói ngay với bà Thanh, với mấy thằng con trai: "Gia đình đông người thế này, sao không đưa ông nhà vào viện sớm? Bây giờ chân có dấu hiệu hoại tử, nghi là nhiễm trùng máu." Nói rồi, vị bác sĩ viết giấy chuyển viện Bệnh viện Việt Đức gấp. Thôi thì để giữ tính mạng cho lão mi chột, các bác sĩ quyết định phải tháo khớp cổ chân rồi điều trị tích cực. Sau khi nằm viện 3 tháng, tiêu một đống tiền của, lão mi chột được về nhà trên chiếc xe lăn mới mua. Bà Thanh âm thầm chịu đựng tính nết thất thường của lão. Ông là quả báo thôi, quả báo đến sớm thôi. Mỗi lần vết thương đau nhức, lão mi lại nốc rượu, luôn miệng đòi mua xăng đốt chùa. Nhiều lần không chịu nổi, bà Thanh nói với chồng: "Ôi giời ơi, ông định tạo nghiệp đến bao giờ? Nửa đêm ông mò sang đó để ra nông nỗi này chưa đủ hay sao mà còn đòi đốt chùa?" Thấy vợ nói vậy, lão mi chột vẫn lèm bèm trong men rượu: "Chúng mày cứ chờ xem, tao nhất định đốt chùa. Tao thiêu trụi ngôi chùa này." Con bé Nhài nấu cơm sáng cho cả nhà rồi chuẩn bị đi học. Cả đêm qua, bà Thanh thấy nóng ruột không ngủ được. Cả ba thằng con bà chơi bời lêu lổng đi suốt đêm không về. Ngày trước nhà mở sới bạc, mấy thằng còn thay nhau ở nhà canh chừng. Từ ngày lão mi chột gặp kiếp nạn, sới bạc dần tan vì các con bạc chuyển ra đánh bạc ngay tại lều canh cá của thằng Long Dỗ. Chỗ ấy kín đáo với lại dễ bề tháo chạy nếu có động. Tháng trước để trả thù cho bố, mấy cái thằng con trời đánh của bà Thanh, nó đánh bà rồi bắt gọn cả đàn chó béo mẫm của nhà chùa, mang ra thị trấn Văn Điển bán lấy tiền tiêu xài. Bất lực trước mấy cái đứa con bất trị này,
bà Thanh chỉ còn biết gõ mõ tụng kinh sám hối thay cho chồng con mình thôi. Bà mong nhằm giảm phần nào ác nghiệp bọn họ gây ra. Nhài vừa xách cặp ra cổng, gặp ngay bà cụ Vân đang lập cập bước vào. Vừa thấy hai mẹ con Nhài, cụ Vân hốt hoảng nói ngay: "Bác xuống ngay làng Hạ Thái đi. Đêm qua dân làng quây bắt được hai thằng trộm chó. Họ đã xuống vào đánh hội đồng khiếp lắm. Tôi nghe nói hình như hai thằng đó là..." Chưa kịp nghe bà cụ Vân nói hết câu, bà Thanh đã gục ngay xuống nền gạch, miệng thốt lên được hai tiếng nghiệp chướng. Bên trong nhà lúc này vẳng ra tiếng chửi của lão Mi Chột: "Tao thề tao đốt chùa, tao đốt chùa, tao đốt." Cả làng văn xá xôn xao bàn tán việc cô Thoa bỗng dưng có chửa. Mấy tháng trước cô mặc áo rộng che bụng, cái bụng lùm xùm, nhưng từ tháng thứ bảy chửa vượt mặt rồi, cô đâu cần giấu giếm gì nữa đâu. Bên xóm Hạ mọi người dỉ tai nhau việc cô thậm thụt với thằng Nhất chỉ đáng tuổi cháu mình. Bên xóm Thượng các bà quả quyết đứa bé trong bụng cô Thoa ấy là con của lão Ngoãn thịt lợn. Mặc thiên hạ đàm tiếu, cô Thoa vác cái bụng đi khắp làng, gặp mấy bà hỏi móc máy không chút ngượng ngùng, cô dùng tay xoa bụng bầu rồi nói: "Gớm nữa, các bà ăn cơm nắm rồi nằm gầm giường nhà tôi à? Sao còn phải hỏi làm gì? Nhưng mà thôi, nói cho các bà khỏi áy náy. Mấy lão chồng các bà cũng định vo ve ong bướm đấy, nhưng mà tôi quạt cho một trận rồi." Nhổ bã nước bọt ngay mặt mấy bà nhiều chuyện, cô Thoa bồi tiếp câu nữa: "Mà mấy lão chồng các bà ngửi như con nhái bén ấy, hoáng lên vậy á, chứ chắc gì được nổi vài phút, ghen bóng ghen gió, lắm chuyện." Nói xong, cô Thoa quay gót đi thẳng, bỏ mặc mấy bà tức nổ đom đóm mắt ra. Dạo này mang thai, người cô khó chịu lắm. Nhiều hôm thèm một bát bún ốc, cô bắt lão Ngoãn đạp xe ra chợ Văn Điển mua về. Vừa nhấm nháp được chút nước ở bát bún ốc, cô quát ngay: "Trời ơi, tôi bảo ông mua hàng con mụ Thành giữa chợ cơ mà. Bún này chắc ông tiện chân mua ngay cổng chợ chứ gì." Nói xong, cô Thoa hất cả bát bún ốc ra hè. Vừa tiếc công đi xa, vừa tiếc tiền mua bát bún, lão Ngoãn nổi điên chỉ muốn tát cho người tình một trận vì cái tội láo. Nhưng lão phải kìm lại vì thằng cu nối dõi đang nằm ở trong bụng cô Thoa. Lão lấy chổi quét cái chỗ bún vung vãi ra hè, miệng thì lẩm bẩm chửi: "Thì còn mất dạy, nó quen rồi. Đẻ xong mày biết tay tao." Ngồi trong nhà, cô Thoa vừa xoa đôi chân phủ thũng vừa chỉ chết lão Ngoãn: "Tôi đúng là ngu mà dính vào ông. Một thằng không có gì lo cho tôi cả. Cứ vài ngày ông tha đến vài lạng thịt bèo nhèo với lại ít mỡ. Tưởng mình ghê lắm à? Có giỏi á, ông đi kiếm tiền về cho tôi tiêu đi." Nói xong, cô Thoa không tu 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 như đứa trẻ con ấy. Không thể chịu nổi cái tính thất thường của người tình, lão Ngoãn văng tục một câu, ném cái chổi vào góc nhà rồi dắt xe về. Vừa ra đến đầu ngõ, lão va ngay phải chiếc xích lô chở mẹ con bà Thanh đi chữa bệnh. Nhìn người tình dạo trước giờ trông tiểu tụy hốc hác, lão Ngoãn sững lại giây lát rồi cắm mặt lầm lũi đạp xe về nhà. Mộc Miên vừa dọn cơm thấy bố mình về sớm hơn mọi khi, cô vui lắm. Con bé vừa xới cơm vừa thông báo: "Dạ, con nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Cao đẳng Sư phạm Thường Tín." Nghe con gái thông báo tin sốt dẻo khiến hai vợ chồng lão Ngoãn nở nụ cười mãn nguyện. Ngồi trên xe xích lô, bà Thanh vừa dỗ thằng Nhị như dỗ một đứa trẻ lên ba vậy. Dịp cuối năm ngoái, khi nghe tin hai đứa đi ăn trộm chó bị dân làng vây đánh, bà Thanh vội bắt xe xuống ngay gần làng Hạ Thái. Dù lực lượng công an đến giải vây kịp thời, nhưng hai thằng con của bà bị đánh cho tơi bời. Chiếc xe máy bị thiêu rụi, thằng Tam bé hơn chỉ bị đòn nhẹ, thằng Nhị thì nằm bất động trong vũng máu. Rồi thì để cứu con mình, bà phải quỳ lại dân làng, họ mới đồng ý cho khiêng thằng Nhị đi cấp cứu. Dù được cứu một mạng sống, nhưng thằng Nhị trở nên điên điên khủng khủng ở vết thương ở não. Thêm nữa, nó bị mù hoàn toàn cơ. Cứ mỗi khi trái gió trở trời, thằng Nhị điên loạn, chửi bới cả đêm. Nó chửi bà Thanh sinh ra nó mà không dạy nó nên người. Rồi chửi lão Mi Chột, xúi nó đi ăn cắp,
trừ cả cái làng văn xá này luôn. Đêm nào cũng vậy, đến nỗi dân làng quen với tiếng chửi của nó rồi. Vì chữa mắt cho con, nghe người ta mách nên chiều nào bà Thanh cũng thuê xích lô chở thằng Nhị đến nhà ông Lang Mận ở tận làng 8 để chữa. Ông Lang Mận đã dùng phương pháp lấy độc trị độc chữa mắt cho thằng Nhị. Mỗi lần đến, ông cho ong đốt hai bên mắt của nó, rồi tiền mất tật mang chứ chữa được gì đâu. Sau nhiều tháng kiên trì chạy chữa thầy thuốc, cuối cùng thì bà Thanh đành phải chấp nhận buông xuôi vì không còn tiền mà chạy chữa nữa cơ. Nhà bà giờ không khác nhà thương điên là mấy rồi. Hết lão Mi kia say rượu lè nhè chửi bới đòi đốt chùa, lại đến cái thằng con rời đánh ngồi chửi tất cả mọi người. Nhiều hôm hai bố con quay ra chửi nhau, náo loạn cả một góc làng lên. Nhiều lúc nghĩ quẩn, bà Thanh chỉ muốn cho hai bố con nó một bả thuốc chuột cho nhẹ nợ. Bà thường nói với bé Nhài, sau này con lớn lên yêu ai cũng được, nhưng mà tuyệt đối đừng lấy trai làng văn xá này nhá. Sợ con bé không hiểu, bà giải thích kỹ hơn. Đấy, cứ nhìn gương bố con, vì ba cái thằng anh trai con thì rõ đấy. Nghe mẹ nói vậy, Nhài thoáng rùng mình rồi nói với mẹ, ôi dồi ôi, biết đâu á, con không lấy chồng, con đi tù ấy ạ. Chùa Văn Lâm thì đông hơn thường ngày vì sắp đến ngày giỗ đầu của sư cụ. Các bà vãi chia nhau ngồi mỗi người một việc. Người khỏe mạnh thì lo rửa mấy chục mâm chén bát cho cỗ chay. Các cụ già thì ngồi cẩn mẫn têm trầu đóng oản. Tiếng gõ mõ tụng kinh của sư thầy vang lên đều đều từ gian chính điện. Trong lúc đấy, Tiểu Kính Phương lo quét dọn sân chùa. Từng cơn gió thổi mạnh khiến Tiểu Kính Phương phải vất vả gom chỗ lá khô vào góc sân chùa để đốt. Nhìn cái nét mặt xanh xao của Tiểu Kính Phương, bà cụ Vân bèn hỏi, này, nhìn sư bác không được khỏe à? Thôi chỗ này lộng gió, để ra trong hộ đám lá khô cho, sư bác vào ngồi nghỉ đi. Nghe cụ Vân nói vậy, Tiểu Kính Phương gật đầu bước về phía nhà ngang. Mới đi vài bước, Tiểu Kính Phương bụng miệng ngồi thụp xuống bụi hoa ngâu. Cụ Vân thấy vậy lắc đầu tỏ vẻ thương cảm. Nhìn thấy sư Đàm Thi từ gian chính điện bước ra, bà cụ Vân khẽ nói, bạch thầy, già có chuyện muốn nói. Rồi sư thầy ngồi như hóa đá khi nghe cụ Vân nhẹ nhàng nói chuyện. Từng câu của cụ Vân khiến sư thầy không nốt, không thốt được nên lời. Các bà vãi ra về từ lâu rồi, cổng chùa đóng lại rồi, sư thầy vẫn ngồi bất động. Tiểu Kính Phương rụt rè mời sư thầy dùng bữa tối. Im lặng hồi lâu, sư thầy nói với Tiểu Kính Phương, việc đã ra nông nỗi này. Dạ, sư thầy có điều gì muốn nói ạ? Tiểu Kính Phương rụt rè. Việc ra nông nỗi này rồi, con phải hoàn tục thôi. Đứa trẻ trong bụng không có tội. Dạ. Nghe sư phụ nói như thế, Tiểu Kính Phương bật khóc, ngồi sụp xuống chân sư thầy. Thầy ơi thầy cứu con biết lỗi của mình rồi thầy ơi. Sư thầy Đàm Thi khẽ lắc đầu rồi nói với đệ tử, con phạm luật giới rồi, hãy hoàn thành bổn phận làm mẹ cho tốt đi. Thầy trò ta đến đây là hết duyên rồi. Không, thầy ơi, thầy cứu con. Mới trưa đến 5 giờ sáng, trời tối đen như mực, cổng chùa hé mở cho Tiểu Kính Phương bước ra. Cô quay lại bái vọng sư phụ rồi lầm lũi bước đi. Tiếng chó sủa râm ran khắp đường làng như tiễn chân người con lạc lối. Từ phía xa, Tiểu Kính Phương nghe thấy tiếng gõ mõ, tiếng chuông chùa thoảng đâu đó mùi trầm hương quen thuộc như níu kéo bước chân cô. Cô ngập ngừng giây lát, Tiểu Kính Phương gạt nước mắt, rồi mím môi nhằm thẳng hướng lều trâu cá của linh dỗ bước tới. Lúc này cô chính thức trở lại tên cúng cơm là Nguyễn Minh Phương. Đang chìm trong giấc ngủ say sau một đêm quần quật với gái làng chơi, linh dỗ giật mình tỉnh giấc khi bị ai lay dậy. Ngó ra ngoài trời vẫn rất tối, nhưng linh dỗ nghe có tiếng gọi khe khẽ ngoài cổng. Tiếng gọi bị át đi bởi tiếng mấy con chó đang sủa. Bực mình, y nhỏm dậy, vội mặc quần áo vào, một tay cầm cái đèn pin, tay còn lại y vớ lấy chiếc dĩa chuyên dùng xiên cá, chui ra khỏi lều bước về phía cổng. Đàn chó nhìn thấy linh dỗ bước tới lại càng sủa to hơn, như muốn báo công với chủ. Linh dỗ suýt đàn chó,
rồi dọi đèn pin ra ngoài, sẵn giọng hỏi. Này, đứa nào chưa sáng đã gọi thế? Ta nói hôm nay không có hội rồi. Tiếng nói của Linh Dũa khựng lại khi ánh đèn pin của y dọi thẳng vào khuôn mặt xanh rớt của Tiểu Kính Phương. Đoán có chuyện chẳng lành, Linh Dũa vội mở khóa cổng. Vừa bước chân vào trong, không cần hỏi Linh Dũa, Tiểu Kính Phương khóc nức nở rồi nói với y. Sư thầy trục xuất tôi ra khỏi chùa rồi. Bây giờ tôi không biết đi đâu nữa. Nghe Tiểu Kính Phương nói vậy, Linh Dũa ngáp dài hỏi nhấm nhẳng. Rồi sao bà ấy trục xuất? Có mỗi hai thầy trò với nhau làm chuyện. Nghe Linh Dũa nói vậy, Tiểu Kính Phương ấp áp úng hồi lâu rồi nói khẽ. Thầy phát hiện tôi mang thai nên yêu cầu phải hoàn tục. Mà cái thai là do... Không đợi Tiểu Kính Phương nói hết, Linh Dũa như tỉnh ngủ, y chỉ tay về phía cây nhãn nói với Tiểu Kính Phương. Đứng tạm chỗ đó đi, đợi chút rồi tính. Bỏ mặc Tiểu Kính Phương đứng nép ở bên cây nhãn, Linh Dũa cầm đèn pin quay lại lều cá. Trong lúc đó, mấy con chó của y vẫn đứng ven hồ gầm gừ như muốn kiếm chuyện với người lạ. Bước vào trong lều trông cá, Linh Dũa hất chăn đánh thức người con gái đang ngủ dậy. Y nói, thôi em chịu khó đi bộ ra đầu làng, bắt xe về Văn Điển nhé, anh có khách đột xuất. Không đợi cô này phản ứng, y rút mấy tờ tiền đưa cho cô ta. À gái làng chơi bị lôi dậy lúc trời còn mờ sáng, tỏ vẻ khó chịu. Đến lúc Linh Dũa đưa tiền và tống cổ, bèn vùng vằng mặc quần áo, rồi xách chiếc túi giả da loại rẻ tiền đi ra cổng. Lúc đi ngang qua chỗ Tiểu Kính Phương đang đứng, thị dừng lại cau mày, liếc xéo một cái, rồi nhếch mép cười nhạt. Trước sự ngơ ngác của Tiểu Kính Phương, thị mở túi lấy điếu thuốc rồi châm lửa hút phì phèo. Sau khi nhả khói về mặt Tiểu Kính Phương, thị nhún vai bỏ đi. Linh Dũa ngồi ngáp ngắn ngáp dài ngay trước cửa lều. Y với tay lấy chiếc điếu cày rồi châm lửa rít một hơi cho tỉnh ngủ. Đờ đẫn nhìn làn khói thuốc bay lẫn vào không trung, y cất tiếng gọi Tiểu Kính Phương. Vào đây xem nào. Nghe Linh Dũa gọi, Tiểu Kính Phương ngập ngừng bước đến chỗ cửa lều và ngồi xuống. Linh Dũa xoa cằm ra chiều suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Thế khi đuổi cô ra khỏi nhà, bà ấy có cho tiền không? Tiểu Kính Phương nghe vậy, bèn lập cập mở chiếc túi vải đựng mấy bộ quần áo, thò tay lấy ra một xấp tiền đưa cho Linh Dũa. Thầy có đưa cho tôi chỗ tiền này, nói tôi dùng nó để sống độ nhật, chờ ngày mẹ tròn con vuông. Đặt nhẹ xấp tiền vào lòng bàn tay, khuôn mặt của Linh Dũa giãn ra, y gật gù nói. Phải thế chứ, tưởng bà ấy không cho cô xu nào, tôi đến phá chùa ngay chứ. Nghe Linh Dũa nói vậy, Tiểu Kính Phương vội chắp tay lẩm rẩm khấn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Từ ngày nhận trông hồ cá cho mụ Tám Béo, Linh Dũa vẫn thường xuyên tổ chức đánh bạc tại lều. Để kiếm thêm thu nhập, bản thân y cũng nướng vào sới bạc không ít tiền. Cứ mỗi lần thua cháy túi, y lại mò ra ga Thường Tín hoặc thị trấn Văn Điển tìm gái để giải đèn. Chính đứa con gái đêm nay ngủ trong lều cũng luôn coi y là khách quen thường xuyên. Thậm chí nhiều khi nhãn túi, Linh Dũa vẫn được bọn gái đứng đường cho chịu tiền vì y nổi tiếng là sòng phẳng, không bao giờ quyệt tiền chơi gái như đám trai làng. Trong một lần thua bạc, lúc mờ sáng đi ra đầu làng, Linh Dũa gặp Tiểu Kính Phương gánh rau ra chợ bán sớm. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Linh Dũa đã bám theo buông lời ngọt nhạt với Tiểu Kính Phương. Người ta nói mưa dầm thấm lâu quả không sai. Sau vài tuần đón lõng để tán chuyện, cuối cùng Linh Dũa gả được Tiểu Kính Phương ghé thăm lều cá của y. Tiểu Kính Phương là người chưa từng trải việc đời, lại gặp ngay con cáo già lọc lõ như Linh Dũa, nên lần đầu chui vào trong lều cá, Tiểu Kính Phương liền bị sa ngay vào ái tình nhục dục. Cô đã quên đi những lời răn dạy của Đức Phật trong kinh sách. Những người ái dục đắm chìm, xuôi dòng ái dục vào miền khổ đau, lọt vòng dây trói trước sau, tựa như con nhện mắc vào lưới xăng. Ai mà dứt mọi buộc ràng, không còn ái dục, chẳng vương não phiền. Trời dần hửng sáng, chiếc xe đạp của những người chở rau lên Hà Nội bán dâm gian ngay ngoài đường. Sau khi bán thêm vài điếu thuốc lào cho tỉnh táo để còn tính kế, Linh Dũa bảo với Tiểu Kính Phương. Có mệt thì vào trong lều nằm nghỉ, chút nữa tôi đi bắt con cá chép rồi om dưa. Thấy Tiểu Kính Phương ngạc nhiên, Linh Dũa khẽ gắt.
Hoàn tục rồi thì phải tập ăn các món thông thường và bỏ ăn chay đi. Nói rồi, Linh Dỗ bước ra cổng. Y vươn vai hít thở, rồi nhắm hướng quán cháo lòng tiết canh thẳng tiến. Vừa mệt lại vừa đói, nên Tiểu Kính Phương nằm xuống tấm nệm kê trong lều. Mùi nước hoa rẻ tiền, cộng thêm mùi của trận mây mưa đêm qua quẩn lại trong lều không thoát đi được, khiến Tiểu Kính Phương bị trận nôn khan hành cho mãi mới chợp mắt được. Tầm trưa, dù có nắng oi ả, nhưng quán thịt chó của mụ Dậu Quắt hôm nay đông khách hơn mọi ngày. Mùi chả chó nướng trên bếp than củi thơm lừng, khiến đám thực khách chảy nước dãi vì thèm. Đám đàn ông trong làng ra vào tấp nập tiếng gọi rượu, tiếng gọi món nhậu vang lên. Linh Dỗ tay cắp chai rượu thuốc, vừa bước vào quán đã gọi món luôn. Bà chủ à, cho đĩa thịt chó luộc, mấy xiên chả chó để uống rượu nha. Chút phục vụ luôn bát sáo. Mụ Dậu Quát vâng dạ, rồi sai con bé phục vụ ra lau bàn để bưng đồ. Linh Dỗ ngồi khề khà bên chén rượu và suy tính. Tiếng là đi làm công cho con mụ tám béo, nhưng hiện giờ y cũng chỉ kiếm đủ tiền để nhét vào miệng mình. Còn ba đứa con của y, ngô, khoai, sắn, vẫn phải bám váy bà nội mới được như ngày hôm nay. Vậy mà giờ tự dưng sắp có thêm đứa con nữa, điều này y chưa bao giờ nghĩ đến. Còn về lão Mi Trột, sau nhiều tháng chỉ ngồi nhà rượu chè chửi bới vợ con, hôm nay y chống đôi nạng mò ra quán thịt chó. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, lão gọi đồ nhậu, xong rồi ngồi ngay ở cái bàn kê ở giữa quán. Cứ nốc xong một chén rượu, lão Mi Trột lại cười ha hả và chửi cho cả quán cùng nghe thấy. Điền sư cái loại thấy người ta ăn khoai cũng đòi vác mai đi đào. Nếu đẻ được con trai dễ vậy, chắc cả cái làng này thi nhau đẻ. Chửi xong một câu, lão Mi Trột lại thò tay bốc miếng thịt chó, rồi chấm vào cái bát mắm tôm có vắt chanh đã được đánh cho sủi bọt. Miệng lão nhồm nhòm nhai thịt chó với vẻ mặt đầy mãn nguyện. Lão Mi Trột nhặt mấy chiếc lá mơ trên đĩa cho vào miệng, rồi tiếp tục chửi. Dù lão Mi Trột không nói tên ai, nhưng cả quán nhậu đều biết rõ, lão Mi Trột đang chỉ đều lão Ngoãn thịt lợn. Kể từ khi biết chiếc bẫy thú do lão Ngoãn đem vào chùa, lão Mi Trột ngoài việc đòi đốt chùa, hàng ngày lão vừa uống rượu, vừa lôi vợ ra chửi. Dù sao ngày xưa, lão Ngoãn với bà Thanh cũng có một thời yêu nhau, cho nên lão Mi Trột lại được dịp suy diễn. Lão cho rằng cả hai ngấm ngầm thông đồng với nhau để hại lão. Mối thâm thù với lão Ngoãn chỉ được giải tỏa phần nào khi lão Mi Trột biết tin về vụ sinh nở của cô Thoa. Hôm nay mừng quá rồi, nhưng ngồi nhà sẽ không ai biết, nên lão Mi Trột chống nạng ra quán nhà con mụ Dậu Quắt để vừa ăn vừa chửi cho sướng miệng. Lão muốn cả cái làng văn xá phải nghe thấy. Cô Thoa thì đang ngồi bán hàng nước, bỗng thấy có hiện tượng vỡ ối, cô vội vàng ra ngay trạm y tế xã sinh con. Vì mới đi sinh con lần đầu nên cô cũng không có nhiều kinh nghiệm chuẩn bị mọi thứ. Cô ra trạm y tế sinh nở mà không có đồ dành cho trẻ sơ sinh, người thân cũng không có ai. Cô Thoa trở dạ từ 2 giờ chiều đến tận 7 giờ tối vẫn không đẻ được. Trước tình hình đó, bà Lan y tá của trạm bèn quyết định chuyển cô Thoa ra bệnh viện Thường Tín. Do không gọi được xe cứu thương nên bà Lan phải nhờ chồng mình lái chiếc xe công nông vốn hay dùng chở thóc lúa ra chở bà sản phụ. Đến tận 21 giờ, cô Thoa đã sinh nở được sau nửa ngày vật vã. Đợi mãi không thấy y tá bế con về trả cho mẹ để cho em bé bú như các sản phụ khác, cô Thoa bèn hỏi người y tá. Con em đâu rồi chị? Người y tá ngập ngừng giây lát rồi nói. Chị sinh được con trai nặng 3,2 cân. Nhưng tiếc là cháu đã mất sau khi sinh được 20 phút. Nghe y tá thông báo tin sét đánh, cô Thoa gào khóc và đòi gặp mặt con. Vị bác sĩ trưởng khoa yêu cầu y tá tiêm cho sản phụ ống thuốc an thần, còn chuyện muốn gặp con bị từ chối ngay. Việc cô Thoa đẻ ra đứa bé không có mắt và dị dạng như quái thai được vợ chồng y tá Lan kể lại khiến cả làng văn xá xôn xao bàn tán. Dù đứa bé đã chết ngay sau đó, nhưng dân làng quả quyết nó còn sống đến tận hôm sau. Có người miêu tả thằng bé đó khi sinh ra có khuôn mặt y như lợn và tiếng khóc của nó giống như tiếng lợn bị chọc tiết vậy. Tiếng đồn loang đi khắp cả làng trên xóm dưới. Đầu đầu cũng chỉ thấy mọi người đứng thành từng nhóm để bàn tán và thêu dệt thêm đủ thứ cho ly kỳ.
Do lão ngoãn khi xưa giết mổ nhầm lợn mẹ đang mang thai, sau đó lão lại chiên giòn mấy con lợn bao tử để nhậu, cũng bị dân làng cho rằng đấy là nguyên nhân khiến cô Thoa sinh ra quái thai. Ai cũng rùng mình khi nghĩ đến hai chữ quả báo. Lão ngoãn ngồi bên chiếc bàn và nốc rượu. Lão uống gần hết chai thứ hai mà vẫn không say. Việc cô Thoa sinh ra thằng con trai, nhưng thằng cu không kịp bố mẹ đã mất ngay sau đó, khiến lão như phát điên lên ý. Ở cái tuổi gần 60, đáng ra lão đã lên ông lên bà rồi, vậy mà lão vẫn phải lao tâm khổ tứ, bất chấp miệng lưỡi thế gian suốt nhiều tháng qua để có mụn con trai. Này bỗng thành công cốc rồi. Vừa uống rượu, lão ngoãn vừa nghĩ đến cảnh hội làng hàng năm. Nhà nào có con trai sẽ được tham gia chân khiêng kiệu, dẹp đường và nhiều việc khác. Mỗi khi họp họ, các cụ trong làng hay đem con trai ra khoe đến nỗi quên cả ăn. Những lúc như vậy, lão ngoãn chỉ biết cắm mặt và ăn cho nhanh để còn đứng lên ra chỗ khác thôi. Chai rượu thứ hai cạn dần, cũng là lúc lão ngoãn gục ngay xuống mặt bàn, không còn biết trời đất là cái gì nữa. Từ dưới bếp đi lên, bà Liên vợ lão thở dài, rồi gọi con gái ra phụ giúp khiêng lão vào giường nằm để tránh bị gió lùa. Ở quán thịt chó của bụi dậu quát. Lão bị trột sau một hồi lải nhải đến líu cả lưỡi, mà không ai hiểu, cũng gục luôn xuống ngay sàn quán nhậu vì say quá. Từ đũng quần lão mi trột xuất hiện vũng nước, rồi bốc mùi khai sực cả quán lên. Giữa trưa nắng, trời bỗng đổi màu đỏ rực như ánh hoàng hôn. Tiếng chuông chùa từ xa vọng lại, tiếng chú gà trống choai nhảy lên mái bếp ngửa cổ gáy, tiếng chó sủa hóng ở cuối làng, lại thêm tiếng máy bơm nước ở canh mương tưới tiêu nội đồng, tạo cho cái làng văn xá một mớ âm thanh hỗn tạp. Vượt lên trên tất cả, tiếng gào khóc của bà Thanh khiến dân làng đổ xô tới. Trời chạng vạng tối, từng đàn cò bay về tổ. Mấy cây tre ở vườn nhà chùa cũng thành nơi trú ngụ của đám cò. Mỗi lần có cơn gió mạnh thổi qua, đám lá tre lại kêu xào xạc. Tiếng các thân cây tre chạm vào nhau tạo nên mớ âm thanh hỗn độn. Sư thầy Đàm Thi ngồi xem mấy cuốn sổ sách thu chi tại gian nhà ngang. Chốc chốc thầy thở dài thườn thượt. Làng văn xá, đất rộng, nhân khẩu đông, chùa làng đẹp và cổ kính, những ít khách thập phương lui tới. Hòm công đức suốt một năm mới mở khóa, nhưng chả thu được mấy. May ra chỉ đủ tiền giọt dầu. Mặc dù từ khi về trụ trì chùa Văn Lâm, sư thầy bỏ công thu vén khá nhiều, nhưng mọi việc chưa được như ý muốn. Sư thầy cứ nghĩ đến cảnh hàng năm về Hà Nội để học hạ. Các sư đồng khóa đều thi nhau đổi xe mới. Có sư còn mua thêm mấy mảnh đất để hợp thửa nhằm mở rộng quy mô xây chùa. Thậm chí, có sư mới trụ trì vài năm ở chùa Mãi trên mạn Bắc Giang sắm cả ô tô cho thuận tiện đi lại. Sư thầy Đàm Thi ngậm ngùi khi thấy bản thân mình vẫn chưa mua sắm được gì. Sư thầy liếc nhìn con xe máy cũ dựng góc sân chùa với vẻ ngao ngán. Chính điều này khiến thầy cảm thấy phiền lòng. Dạo này sư thầy muốn tĩnh tâm để ngồi thiền cũng khó. Suy nghĩ hồi lâu, sư thầy bèn gọi cụ Vân lại trao đổi. Chùa đã xuống cấp nghiêm trọng, thầy nhận thấy cột kèo bị mối mọt xông hết, cửa chùa thì lỏng lẻo, cho nên nhiều cổ vật bị lấy cắp. Sắp tới thầy muốn hạ giải để xây lại ngôi chùa to đẹp hơn. Vậy theo cụ, nếu nhà chùa đứng ra kêu gọi thập phương công đức, có được mọi người hưởng ứng không? Nghe sư thầy hỏi vậy, ngẫm nghĩ hồi lâu, bà cụ Vân rụt rè trả lời. Bạch thầy, làng mình vốn thuần nông cho nên không mấy nhà khá giả, tiếng là giáp danh với Hà Nội, nhưng mọi người cũng chỉ buôn thúng bán mẹ thôi. Dù sao, chùa làng vẫn còn tốt, mong thầy nghĩ thêm cho thấu đáo. Nghe cụ Vân nói vậy, sư thầy Đàm Thi chậm rãi nói. Thầy cũng chỉ nghĩ về cái chung, mong muốn dân làng mình có được ngôi chùa to đẹp hơn thôi. Cụ đã nói vậy, thầy sẽ cân nhắc. Nói xong, sư thầy cầm mấy cuốn sổ đi vào gian chính điện. Bà cụ Vân ngồi tần ngần một lúc, đến khi tiếng chuông, tiếng mõ từ phía trong vang lên. Bà cụ nén tiếng thở dài, đứng dậy ra về. Bóng đèn đường soi bóng bà cụ hắt hiu trên con đường làng. Trời bắt đầu chuyển gió mùa đông bắc, báo hiệu mùa đông đã tới. Nghe thấy tiếng gõ mõ tụng kinh từ bên chùa vọng sang, bà Thanh vặn ngọn đèn dầu sáng lên một chút, rồi thắp thêm tuần nhang trên ban thờ mới lập.
Di ảnh của thằng Nhị đang chăm chú nhìn bà như hờn giận, như trách móc. Khi nó còn sống và chửi bới trong điên loạn, đã có lúc bà Thanh nghĩ quẩn muốn cho nó một liều bả chuột cho nhẹ nợ trần ai. Nhưng khi đầu bạc tiễn đầu xanh, bà lại nhớ về thời các con thơ ấu. Lúc đó, cả ba thằng con trai bà vẫn còn ngoan ngoãn và lễ phép vậy mà. Tiếng ấy như sấm rền, chốc chốc lại hộc lên như lợn bị chọc tiết của lão Mi Chột, phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn nhà. Bà Thanh nhẩm tính, còn 3 ngày nữa là đến giỗ 100 ngày của con trai rồi. Có chết bà cũng không quên được hôm đó. Bà vừa đi ra ngoài chưa đến 30 phút, vậy mà khi trở về đã thấy thằng Nhị nằm vật ngay trước hiên nhà. Mắt nó trợn ngược, người nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Không biết làm sao mà thằng Nhị lần mò được xuống gian bếp. Nó đã tìm và uống cạn luôn chai vô phạt tốc mà bà Thanh cất kỹ ở sau chỗ để củi. Nhìn thấy con như vậy, bà đã gục xuống ôm lấy xác con mà gào khóc thảm thiết rồi. Trong đám tang được tổ chức sau đó, hễ ai đến thắp hương và nói lời chia buồn với gia đình, lão Mi Chột lại gật đầu đáp lễ và nói một câu cửa miệng: "Thôi thế cũng xong, vậy là nhẹ nợ." Nói xong, lão Mi Chột lại nhấp một ngụm rượu để giữ tỉnh táo trong suốt đám tang. Đứng bên cạnh chồng khi đó, bà Thanh chỉ im lặng để lo việc hậu sự cho con được chu toàn. Tuy nhiên bà thầm nghĩ, giá như người nằm trong quan tài là lão chồng nát rượu, có lẽ điều đó tốt hơn đấy. Tiếng xe máy ở ngoài sân khiến bà Thanh dứt khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn thấy con trai đang dựng xe, bà Thanh ngạc nhiên. Không biết hôm nay trời đi vắng hay sao, thằng Nhất lại về nhà giờ này nhỉ? Bước vào nhà, nhìn liếc ông bố đang chìm trong giấc ngủ sau trận rượu, y cau mặt nói với mẹ: "Ui giời, bà suốt ngày khương khói, không thấy chán à?" Không để bà Thanh trả lời, nó chui ngay vào gầm ban thờ, lôi ra con rùa và con hạc bằng đồng mà mấy bố con nó ăn cắp ở bên chùa từ mấy năm trước. Bà Thanh hốt hoảng nói với con: "Ôi dồi ôi, sao con lôi mấy thứ này ra làm gì hả? Nhỡ ông ấy hỏi thì sao?" Thằng Nhất vừa bê 2 túi đồ ra xe, vừa trả lời mẹ nó: "Bà không thấy, từ ngày rước mấy cái của nợ này về, nhà này không có giây phút bình yên à? Thôi thì bán quách đi cho đỡ vận hạn." Nghe con trai nói vậy, bà Thanh thấy có lý nên im lặng không hỏi thêm câu nào. Buộc xong 2 túi đồ vào xe, thằng Nhất móc túi áo ngực đưa cho bà Thanh 200.000 rồi nói: "Sáng mai bà ra quán con mụ dậu quắt, mua luôn cho ông ý can rượu để uống dần. Bà đừng có nói gì nhá, không lại tan cửa nát nhà. Có rượu để uống là quên hết sự đời ngay." Không buồn cha mẹ một câu, thằng Nhất lên xe máy phóng ra ngã ba đường làng rồi mất hút. Chỉ có tiếng chó trong làng sủa theo tiếng xe. Đây cũng là lần cuối bà Thanh nhìn thấy thằng con rời đánh của mình. Trong tiết trời giá lạnh, ba anh em thằng Ngô, Khoai, Sắn đang ngồi xỉ sụp bên nồi cháo ám. Món này do bố chúng bắt trộm con cá quả ở hồ nhà con mẹ Tám Béo mang về nấu. Bà cụ Vân đang ngồi đung đưa bên chiếc võng, bà hát ru cho con bé Thóc ngủ: "Hỡi cô thắt lưng bao xanh, có về văn xá với anh thì về. Văn xá có lịch có lề, có sông tắm mát, có nghề điều tôm." Con bé Thóc thiêu thiêu ngủ, cũng là lúc con dâu bà dắt xe vào sân. Cả ba đứa trẻ ngước mắt nhìn mẹ kế như người xa lạ. Bà cụ Vân phải nhắc: "Mồm ăn thì có, mồm nói thì không là sao?" Nghe bà nội mắng vậy, mấy đứa trẻ lúng búng chào rồi cắm mặt vào ăn. Cô Phương, tức là Tiểu Kính Phương khi xưa, bước vào nhà bà cụ Vân: "Dạ, tối nay nhà con có về không mẹ?" Bà Vân chỉ tay về phía nồi cháo rồi nói to: "Anh chàng bắt được con cá quả rất to, nên về nấu nồi cháo ám cho cả nhà cùng ăn. Thôi, con ăn đi cho nóng." Từ ngày về sống chung dưới một mái nhà với Linh Dỗ, vì cô Phương chỉ quen mỗi việc bán rau khi còn là tiểu ở chùa, nên cô chịu khó đi mua rau ngay tại hồ làng, rồi đạp xe chở đi bán. Sinh con được 4 tháng, cô Phương đã gửi con cho mẹ chồng trông hộ, ngày nào cũng đạp xe vào tận Hà Nội bán rau. Hôm nào hết rau sớm, cô đi nhặt nhạnh các vỏ lon coca, các đồ nhựa cũ cho vào bao tải để trở về. Gom được nhiều, cô đem bán cho mấy đại lý chuyên thu mua đồ đồng nát. Thường vợ vất vả chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, dạo này Linh Dỗ chịu khó về qua nhà nhiều hơn. Lần nào Linh Dỗ về nhà,
mấy bà cháu lại có bữa cá rán hoặc nồi canh cá để ăn. Số cá này do Linh Dỗ đánh trộm ngay tại hồ nuôi cá của mụ nhà Tám Béo. Sáng ra gió thổi từng cơn, bầu trời xám xịt khiến mọi người cảm giác lạnh hơn. Lão Ngoãn theo thói quen lại đạp xe về phía cuối làng. Từ dạo sinh con xong, cô Thoa bỏ làng đi biệt tích. Người thì nói gặp cô trong miền Nam, người nói gặp cô trên Hà Nội, không biết đâu mà lần. Lão Ngoãn bần thần đứng trước căn nhà cô Thoa giờ đã hoang phế. Gió mỗi lúc thổi mạnh hơn, những thân tre va vào nhau kêu răng rắc khiến Lão Ngoãn cảm thấy lạnh thấu xương. Quàng lại chiếc khăn cổ cho ấm, lão đạp xe rẽ tạt vào quán nhậu của con mụ dậu quắt, làm mấy ly rượu cho ấm bụng. Đang tìm chỗ ngồi, lão Ngoãn thấy Linh Dỗ ngồi co chân trên chiếc ghế băng dài vẫy tay gọi mình. Đợi cho lão Ngoãn ngồi xuống, Linh Dỗ rót một chén rượu đưa cho lão rồi nói: "Mấy lần tôi định tìm gặp bác có việc, may quá hôm nay lại gặp ở đây. Bác làm một chén đã." Cả hai cụng ly rồi uống cạn chén rượu. Trời đã sang trưa, trên bàn nhậu của Linh Dỗ và lão Ngoãn, rượu đã cạn ba chai, đồ nhậu cũng chén sạch vài đĩa. Hai gương mặt, một đỏ ửng, một tái dại đi, đang líu cả lưỡi vì nói. Linh Dỗ chốt lại một câu: "Tôi cần bác hợp sức mới thành công được, vậy bác cho ý kiến." Lão Ngoãn lóng ngóng mãi, không cầm được đôi đũa cho chặt. Bực mình, lão ném đũa xuống nền nhà, rồi dùng tay bốc luôn miếng thịt cho vào mồm nhai. Lão gật gù nói với Linh Dỗ: "Cậu nói đúng, cứ quẩn quanh xó làng không ngóc đầu lên được. Ngày xưa đi lính tôi có nhiều kinh nghiệm vụ đào bới này rồi. Vậy nó nằm ở đâu?" Nghe lão Ngoãn nói vậy, Linh Dỗ nhìn quanh quán nhậu, rồi mới rút trong túi áo ra một tờ giấy nhàu nát. Y vừa chỉ vừa giảng giải cho lão Ngoãn được biết: "Đêm qua ở Sới Bạc, có thằng Hải bên phòng văn hóa huyện thua to. Nó cho biết đang nắm rõ vị trí khu lăng mộ cổ bằng đá. Thằng này giỏi chư hắn nên dịch được đây là lăng mộ của một quý phi thời Hậu Lê. Ngày đó khi chết được táng theo nhiều của cải." Nốc thêm chén rượu, Linh Dỗ nói tiếp: "Thằng Hải văn dốt, võ rát. Nó chỉ lăng mộ để lấy chút tiền rồi đánh bạc thôi. Mọi việc đều trông vào tôi với ông." Lão Ngoãn đã say sưa ngất ngư, vẫn cố gắng nhìn vào tấm bản đồ của Linh Dỗ. Sau khi nấc cụt vài lần, lão vỗ vai Linh rồi nói trong tiếng nhửa nhựa của thằng say: "Cứ quyết vậy đi, sợ cho bố con thằng nào." Nói xong câu đấy, hai thằng đều ngủ gục ngay tại bàn nhậu. Suốt một tuần giá lạnh vừa qua, cái chân bị sập bẫy năm xưa của lão Mi trột lại đau nhức khi lão vật vã không ngủ nổi. Thương chồng, bà Thanh đêm nào cũng phải cho lão uống thuốc giảm đau, thuốc an thần. Nếu không, lão chửi cả đêm ấy. Còn chửi ai, chỉ có mình lão mới hiểu thôi. Hôm nay được ngày trời hửng ấm lên, lão Mi trột lò dò ra ngồi sưởi nắng dưới hiên nhà. Bên cạnh lão là đĩa ốc nhồi vừa luộc xong, khói bốc nghi ngút. Con bé Nhài còn bê cho lão thêm một bát nước chấm, được nó chế biến công phu từ các loại củ quả có sẵn trong vườn, như gừng, ớt, sả, và thêm chút rau mùi được thái nhỏ. Lão Mi trột khêu từng con ốc ra chấm vào bát nước chấm, rồi mút một cách thích thú trước khi nhai con ốc béo ngậy trong miệng. Thỉnh thoảng, lão lại uống một ngụm rượu nhỏ. Nhận nhà sơ hết đĩa ốc luộc và uống cạn cút rượu thuốc, lão Mi trột mới gọi bà Thanh ra hỏi: "Sao dạo này tôi không thấy thằng Nhất với thằng Tam đâu nhỉ?" Nghe chồng hỏi vậy, bà Thanh ghé ngồi xuống hiên nhà rồi cho lão biết: "Sau trận đòn thừa sống thiếu chết vì tội trộm chó ấy, tôi gửi thằng Tam xuống nhà người quen ở Đỗ Xá để học nghề chạm khảm. Sau này hy vọng nó có cái nghề tử tế mà kiếm ăn." Ngập ngừng hồi lâu, bà Thanh nói với chồng: "Thằng Nhất đợt trước có về nhà, lấy nốt mấy món đồ giấu dưới ban thờ đem đi mất rồi." Nghe vợ nói vậy, lão Mi trột giật mình gắt vợ: "Rồi ạ, sao bà không nói với tôi một câu? Nó đem đi đâu mà giờ này không dẫn xác về thế hả? Hay nó lại nướng hết vào cờ bạc rồi?" "Hôm đấy ông uống nhiều quá rồi lăn ra ngủ. Tôi có gọi ông cũng không mở mắt được." Bà Thanh phân trần với lão Mi trột: "Con nó nói cũng đúng. Từ ngày bố con ông tha mấy cái thứ đấy về, nhà mình xảy ra đủ chuyện." Nghe vợ nói vậy,
Lão Mi Chột chép chép miệng không nói thêm gì nữa. Dạo này tự dưng lão Mi Chột nền tính hơn xưa. Bình thường mà như vậy, lão ngoạc mồm chửi tận khuya mới thôi. Đang trầm tư suy nghĩ, chợt tiếng cưa gỗ, tiếng đục, rồi tiếng mọi người bàn tán ầm ĩ vọng từ sau vườn lại. Lão Mi Chột định dướn người ngó xem, nhưng bà Thanh thông báo cho chồng biết. Chùa làng mình xuống cấp nên sư chủ trì xin phép hạ giải để xây dựng lại. Gớm, ở đâu mà nhiều cột gỗ to trở về lắm. Ngoài tốp thợ xây á, còn có tốp thợ mộc để chạm khắc cánh cửa và các thanh vì kèo. Chùa chưa hoàn thiện nhưng đã thấy bể thế lắm rồi. Nghe bà Thanh nói vậy, lão Minh Chột im lặng dựa vào chiếc cột nhà, lim dim mắt như đang ngủ. Bà Thanh nhẹ nhàng thu dọn bát đĩa và mang bát xuống bếp cho con gái rửa. Từ nếp nhà ngang cạnh bếp nhà cô bé Nhài, nghe bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với những giao điệu sâu lắng. Trăm năm ở đậu ngàn năm, đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn. Ngàn năm ý a, buồn như ý a. Ơ hay là một vòng sinh, tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời. Tại nhà bà cụ Vân, thổi xong nồi cơm, bà cụ Vân lấy manh chiếu trải ra giữa nhà. Nhìn đồng hồ gần 12 giờ trưa rồi. Bà cụ Vân biết mấy đứa cháu đi học sắp về. Múc bát canh khoai sọ nấu sườn ra bát cho nhanh nguội. Bà lấy bát cơm nhỏ, trộn với nước thịt đem ra cho con bé Thóc ăn dần không nó đói. Có bé Thóc khảnh ăn, nên bà cụ dỗ mãi nó mới chịu ăn. Bà vừa bế cháu ra vườn, cho xem đàn gà đang chạy tung tăng, vừa cho thìa cơm có kèm miếng thịt cho vào miệng nhai nát ra. Sau đấy nhè ra cái thìa để đút cho con bé. Cứ một thìa cơm, lại thêm một thìa canh cho nó nuốt trôi. Ăn chưa hết chỗ cơm trong chiếc bát, con bé Thóc ngủ gà ngủ gật trên vai bà. Trong lúc hai bà cháu đang cho nhau ăn, ba anh em ngô khoai sắn đi học về. Vừa vào đến cửa không kịp chào bà nội, mấy đứa trẻ đã vứt ngay cặp sách vào góc nhà, rồi xuống vào mâm cơm đã bày sẵn. Loáng một cái, xong cơm được vét gần hết, bát canh khoai sọ được bọn trẻ đánh chén hết. Ăn xong, ba đứa trẻ không ngủ trưa mà dắt nhau chạy ra đường làng mất hút. Bà cụ Vân đặt con bé Thóc vào võng, bắt đầu ngồi xuống mâm cơm. Nhưng xong cơm, bà vét được non nửa bát còn sót lại. Bà rắc thìa muối vừng vào rồi bắt đầu ăn. Chốc chốc bị nghẹn, bà cụ Vân lại uống thêm ngụm nước vối cho trôi miếng cơm. Nhìn con bé Thóc đã ngủ say trên chiếc võng, bà cụ Vân thấy thương đứa con dâu tần tảo sớm hôm. Ngày nào cô Phương con dâu cũng đạp xe chở rau ra khỏi nhà từ sớm. Khi nào trời nhá nhem tối, mẹ Thóc mới thấy mẹ về. Vừa dọn dẹp xong mâm bát, bà cụ thấy con trai mình đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Linh Dỗ, bà cụ Vân hỏi. Con ăn gì chưa để mẹ đi nấu? Linh Dỗ lắc đầu từ chối. Y lại gần chiếc võng đang đu đưa con bé Thóc đang ngủ, rồi nói với bà cụ Vân. Đêm nay tôi phải canh hồ cá, sắp đến ngày thu hoạch. Bà dặn bọn trẻ không được làm ồn, để yên tôi chợp mắt chút. Nói rồi, Linh Dỗ lên chiếc phản, bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau nhiều đêm thức trắng. Bà cụ Vân hạ mành, khép cánh cửa để tránh gió lùa. Trong lúc con trai và cháu nội đang say giấc nồng, bà cụ Vân ngồi tọa thiền ở giữa nhà, mặt hướng về ban thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Gần 2 giờ sáng, trời rét căm căm, tiếng gió rít thổi từng cơn, cộng thêm tiếng lá cây xào xạc. Ở giữa cánh đồng gần làng Ninh Sở, có hai bóng đen mò mẫm trong đêm tối. Đi phía trước, Linh Dỗ cầm đèn pin soi đường. Đi ngay sau Linh Dỗ là Lão Ngoãn. Dù đã mặc tới 3 cái áo len lồng vào nhau, một cái áo khoác bên ngoài mà vẫn run lên cầm cập. Tới gốc cây gạo, cả hai chụp đầu xem bản đồ. Sau khi xác định được ngôi mộ cổ nằm trơ trọi giữa cánh đồng, Lão Ngoãn với Linh Dỗ bắt đầu dùng cuốc chim, bắt đầu phá mộ. Đây là ngôi mộ khá to và bề thế. Nhằm tránh bị phát hiện từ xa, Linh Dỗ quyết định không bật đèn. Trong đêm tối, hai kẻ trộm hì hục kẻ xúc người đào. Lão Ngoãn bắt đầu cởi dần áo khoác, rồi đến áo len vì nóng quá. Nhấp ngụm nước vối đem theo, Lão Ngoãn nói với Linh Dỗ. Này, chú nghĩ thằng Hải nó báo tin chính xác không vậy? Mộ quý phi gì mà sơ sài, dễ đào thế? Thằng Linh Dỗ xúc đất trả lời. Thằng đó mà cung cấp thông tin là chính xác rồi. Bác cứ tiếp tục đào nhanh đi, không lỡ việc đấy. Nghe Linh Dỗ nói vậy, Lão Ngoãn bèn xoa hai bàn tay to bè vào nhau, rồi bắt đầu cuốc cật lực.
Sau 20 phút đào bới, cuối cùng một chiếc tiểu sành lộ ra. Linh Dỗ mừng rỡ bắt đèn pin để mở lắp tiểu. Bên trong tiểu chỉ có một bộ hài cốt đã mùn đen, ngoài ra không còn đồ tùy táng theo. Cầm chiếc xương ống trên tay, lão ngoãn nói: "Này, xương giải vậy là xương đàn ông rồi, quý phi gì mà không có trong quan ngoài quách. Cái tiểu sành này đúng kiểu tôi đã từng mua để sang cát cho ông cụ thân sinh mà." Linh Dỗ thấy lão ngoãn nói có phần đúng, bèn soi đèn pin ra phần bia mộ. Trên mặt bia không hề có dòng chữ Hán nào cả. Nhìn vào dòng chữ quốc ngữ, hóa ra cả hai đào nhầm mộ tổ của nhà họ Phan Đình. Cả hai lặng lẽ rời khỏi cánh đồng làng, bỏ mặc sau lưng ngôi mộ tổ vừa bị đào xới xâm hại. Tối hôm sau, tại sới bạc nhà mụ Thơm già ở thôn thượng, ngay khi Hải Béo vừa ngồi xuống chiếu bạc chưa kịp đặt cửa, đã bị tóm cổ lôi ra vườn nhà. Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Linh Dỗ, ánh mắt lạnh lùng của lão ngoãn, Hải Béo vội móc túi lấy sấp tiền đưa cho cả hai. "Tôi biết nếu có nhờ hai ông đi đào phá mộ, chắc các ông không dám nhận. Làm gì có mộ quý phi cho hai ông đào lấy cổ vật. Dòng họ nhà tôi với dòng họ bên đó thù nhau nhiều đời. Nhân cái vụ đánh bạc nên tôi nghĩ ra việc mượn tay các ông phá mộ cho bỏ tức." Không nghe thằng nhãi danh nói hết câu, lão ngoãn cẩn thận nhét sấp tiền vào sâu trong túi quần, vùng tay đấm thẳng mặt Hải Béo rồi chửi: "Tiền sư cái thằng khốn nạn, sao cái phòng văn hóa lại chui ra cái loại cán bộ như mày?" Hải Béo lau máu từ miệng chảy ra, chưa kịp thanh minh, nhận thêm một cú đạp nữa của Linh Dỗ vào bụng, kèm lời nói như ra lệnh: "Từ hôm nay, mày mà còn mò vào cái làng văn xá này, tao đảm bảo nhá, cả người lẫn xe phi thẳng xuống mương tắm mát. Biến khỏi đây mau." Từ hôm hạ giải để xây chùa, khỏi phải nói sư thầy Đàm Thi vui nhất. Ngôi chùa bề thế khang trang được xây dựng trên nền chùa cũ, bà con dân làng văn xá đều trầm trồ khen ngợi ngôi chùa của làng. Chỉ có điều những người già trong làng như bà cụ Vân lại thấy ngôi chùa mới không còn gần gũi như ngôi chùa làng trước nữa. Đã vậy sư thầy còn tậu cả hai con sư tử đá đặt ngay bên ngoài cổng chùa, khiến thoạt nhìn người ta tưởng là phủ vương gia bên Tàu. Hôm khánh thành chùa mới, quan khách trên tỉnh Hà Tây ở huyện Thường Tín cùng các lãnh đạo xã đều đến dự. Gần ngàn mâm cỗ chay được sửa soạn phục vụ khách thập phương suốt một tuần sau đó. Xây chùa mới xong, sư thầy Đàm Thi tậu luôn một con xe Dream mới tinh. Bà con dân làng ngắm nhìn sư trụ trì chạy xe Dream từ đường làng ra quốc lộ 1A để về Hà Nội học hạ. Ai cũng đứng lại trầm trồ khen ngợi. Riêng việc làm sao trong một thời gian ngắn, sư thầy huy động được số tiền lớn để xây chùa vẫn là ẩn số. Cô Phương lạc lè chở một bao tải đổ nhựa phế thải đằng sau xe đạp. Hôm nay dù hết hàng từ sớm, nhưng cô vẫn đạp xe ra bãi rác để nhặt nhạnh đồ đồng nát suốt từ trưa đến lúc chiều tối. Trời mùa đông nhanh tối, chưa đến 6 giờ mọi nhà đã lên đèn rồi. Đẩy cửa bước vào nhà cô, thấy hai bà cháu đang ngồi chơi với nhau. Cô Phương ngạc nhiên thấy nhà yên tĩnh quá, bèn hỏi bà cụ Vân: "Mấy đứa trẻ chạy đâu rồi mẹ?" Nghe con dâu nói vậy, bà cụ Vân hốt hoảng: "Thôi chết rồi, cả ba đứa đi chơi từ trưa, mẹ cũng quên không gọi chúng nó về." Nói xong, bà cụ Vân ra ngõ, réo ngô khoai sắn về nhà ngay kẻo ăn đòn. Réo gọi không thấy tăm hơi, bà cụ Vân cùng Phương vội đi tìm lũ trẻ khắp làng trên xóm dưới. Vào cả nhà mấy đứa trẻ học cùng lớp cũng không thấy đâu. Đến 9 giờ tối, bà cụ Vân thật sự hoảng hốt. Bà vừa khóc vừa chạy khắp làng để tìm cháu, mặc cho mái tóc bạc như cước sổ tung. Từ ngoài hồ cá, nghe tin ba đứa con ngô khoai sắn mất tích, Linh Dỗ chạy ngay về tìm con. Lần đầu tiên kể từ thời chiến tranh, chiếc kẻng hay dùng để báo động mỗi khi có máy bay Mỹ lại vang lên từng hồi. Không ai bảo ai, gần như ngay lập tức cả làng chia nhau đi tìm lũ trẻ. Tất cả mọi ngõ ngách, tại các bụi cây hay những đống rơm trong làng đều được mọi người lục tung tìm kiếm. Khắp mọi nơi trong làng, đầu đầu cũng loang loáng ánh đèn pin, tiếng gọi tên mấy đứa trẻ vang lên. Ở ngoài cánh đồng và tất cả mọi ao hồ rực sáng bởi những ngọn đuốc được đốt cháy để soi tìm. Nhiều người cầm xào tre khoáng xuống ao hồ. Trong khi mọi nỗ lực của dân làng tưởng chừng rơi vào bế tắc, có tiếng kêu thất thanh từ phía ngôi chùa mới xây: "Đây rồi, đây rồi!" Từ bầu trời đen kịt,
vụt lóe lên ba vệt sáng của ngôi sao đổi ngôi. Người ta nói mùa xuân là mùa của lễ hội quả không sai. Trong tiết trời se se lạnh lạnh của đầu năm, làng Văn Xá tổ chức hội làng theo truyền thống trong 3 ngày, 25, 26 và 27 tháng Giêng. Khắp đường làng ngõ xóm luôn chật kín người đi lại như mắc cửi. Đây cũng là thời gian để những người con làm ăn xa quê về gặp mặt anh em họ Mạc. Du khách thập phương nghe tiếng lễ hội cũng tìm về. Vào dịp này, hầu như nhà nào trong làng cũng làm cỗ đón khách quen về dự hội làng và ghé chơi. Tiếng chặt thịt rồi mùi xào nấu thức ăn thơm phức bay lên khắp nơi. Trái ngược với không khí lễ hội rộn ràng ở sân đình, chùa Văn Lâm dù mở rộng cửa đón khách thập phương từ sớm, nhưng ít người lui tới. Từ khi chùa xây mới, khang trang hơn trước, nhiều người trong làng cảm thấy nó xa cách, lạnh lẽo, không còn được như xưa. Đặc biệt, nhìn hai con sư tử đá ngồi chồm hổm ngoài cổng chùa, khiến không ít người mất cảm tình. Sư thầy Đàm Thi ngồi một mình trong không gian tĩnh lặng tại gian chính điện. Chốc chốc tiếng trống từ xa vọng lại, khiến thầy không nén nổi tiếng thở dài. Từ sân đình, chốc chốc vang lên tiếng trống ngũ liên như dục dã mời gọi. Các đám vật, chơi cờ người và nhiều trò chơi dân gian chật kín người hò reo và cổ vũ. Bên cạnh các trò giải trí lành mạnh, không thể thiếu các sới bạc diễn ra công khai nhân dịp lễ hội. Linh Dỗ ngồi với đám sóc đĩa thâu đêm suốt sáng. Nhìn y tóc tai mặt mũi bơ phờ, còn đôi mắt như mất hết nhuệ khí. Đúng thôi, chỉ trong một ngày đêm mà y nướng sạch toàn bộ số tiền ma chay phúng viếng, tiền của các nhà hảo tâm, các ban ngành đoàn thể quyên góp được chuyển tới khi đến thăm hỏi gia đình y năm ngoái. Việc cả ba anh em ngô khoai sắn rủ nhau lẻn vào chùa hái trộm hoa sen ở chùa, rồi chẳng may trượt chân xuống hồ nước, dẫn đến vụ đuối nước thương tâm, kinh động cả vùng. Hồ của chùa vốn là hồ đấu. Khi xưa những người thợ đấu đã moi đất đắp nền chùa cho cao giáo. Việc tôn tạo thời đó đã để lại một hồ rộng và rất sâu. Chỗ sâu nhất thì cũng phải 15 mét. Bình thường ngoài việc thả rau muống, sư thầy thả sen để tạo cảnh quan và cũng có thêm thu nhập từ nguồn bán sen cho lái buôn. Lá sen bán cho mấy bà chuyên bán xôi với cốm. Dù thằng Khoa đã biết bơi từ bé, nhưng trong cơn hoảng loạn nên mấy đứa trẻ đã tóm dính vào nhau để rồi cùng chìm nghỉm xuống lòng hồ. Đêm hôm đó, khi mọi người phát hiện ra mấy đôi dép trẻ con ngay mép hồ, mấy thanh niên lực lưỡng và giỏi bơi lặn đã nhảy xuống hì hụp mò vớt để mang mấy đứa trẻ lên bờ. Bà cụ Vân đã ngất ngay tại sân chùa khi vừa nhìn thấy mấy đứa cháu được vớt từ dưới hồ nước lên. Lễ bắc cầu để dẫn vong đã được tổ chức sau đó một ngày. Nhìn ba dải lụa trắng căng từ mép hồ lên ban thờ mới lập, khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi, xót xa. Nhà chùa cũng đứng ra tổ chức lễ cầu siêu cho các cháu bé. Sư thầy đã an ủi bà cụ Vân cùng Linh Dỗ. Đời vốn là cõi tạm. Ba đứa trẻ chỉ ghé qua nơi này. Khi hết duyên, chúng sẽ lại tiếp tục hành trình luân hồi chuyển kiếp, đầu thai sang kiếp khác mà thôi. Bà cụ Vân khẽ hỏi sư thầy. Có phải tôi vụng đường tu quá không? Tại sao tai ương đổ hết lên đầu lũ trẻ? Hỏi xong, bà cụ Vân nức lên từng cơn vì quá đau xót trước mất mát to lớn. Nghe bà Vân hỏi vậy, sư thầy chỉ biết chắp tay niệm Phật. A-di-đà Phật. Đứng nghe toàn bộ câu chuyện, có lẽ mình Linh Dỗ thấu hiểu vấn đề. Y thoáng dùng mình khi nghĩ đến việc mình đã làm. Tuy điều an ủi duy nhất khiến y cảm thấy như được bù đắp phần nào, đó là việc y nhận được sự ủng hộ bằng tiền đến từ nhiều nhà hảo tâm trong cả nước sau khi báo chí đưa tin. Còn về nhà lão Ngoãn, lão ngồi bó gối trong nhà, chốc chốc lại hỏi vợ. Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? Quá quen với câu hỏi kiểu này, bà Liên vừa làm việc nhà vừa trả lời chồng. Mới có 10 giờ sáng, vậy sớm lắm chưa đến giờ ăn đâu. Ông nhớ đi tè nơi mót đấy. Tôi mà phải lau nhà lần nữa, ông chết với tôi đấy. Nghe vợ dặn thế, lão Ngoãn cau mặt. Bà làm như tôi giống đứa trẻ lên ba không bằng ấy. Mồm nói thế, nhìn lão Ngoãn đứng dậy, mò xuống bếp để đi tiểu. Tuy nhiên thay vì đi vào nhà tắm, lão Ngoãn lại vạch quần và tè ngay vào chiếc chậu nhôm đang ngâm gạo nếp của bà vợ.
Chỗ gạo này chuẩn bị đồ xôi mang ra đình làng cúng thành hoàng và tiếp khách quý theo lời dặn của cô con gái. Bà Liên biết dặn chồng nhiều không thừa. Từ sau dạo lão Ngoãn phát điên vì suốt ngày thấy ma quỷ hiện hình rồi âm binh đến đòi nợ, bà Liên đã đưa chồng vào bệnh viện tâm thần Trung ương 1 ngay Thường Tín thăm khám. Sau 15 ngày làm viện, lão Ngoãn được xuất viện về nhà điều trị ngoại trú với kết luận của bác sĩ: bệnh nhân bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Nhiều người trong làng cho rằng lão bị loạn thần do rượu, người khác cho rằng lão bị gánh nghiệp do sát sinh nhiều quá. Con bé Mộc Miên sau khi đi ra trường được phân công về dạy ở một trường tiểu học mãi tận Phú Xuyên. Do cách nhà xa quá, Mộc Miên ở nhà tập thể dành cho các giáo viên. Cứ cuối tuần Mộc Miên đạp xe về thăm bố mẹ. Hôm nay nhân dịp có hội làng, Mộc Miên đã mời một đồng nghiệp nam, cũng là người yêu của cô, chính thức về ra mắt bố mẹ. Nhìn thấy con rể tương lai, tự dưng lão Ngoãn cảm thấy phấn chấn lạ thường. Bệnh hoang tưởng của lão dường như biến mất. Ngay trong bữa cơm thân mật ấy, con rể tương lai và ông bố vợ có vẻ tâm đầu ý hợp. Vì hạnh phúc của con, dù thèm rượu đến phát điên, lão Ngoãn chỉ nhấp môi một chút rượu nhằm giữ đầu óc tỉnh táo để cùng con rể tương lai đàm đạo chuyện nhân tình thế thái. Trong bữa ăn, anh chàng người yêu luôn miệng khai mẹ vợ nấu ăn ngon, đặc biệt là món xôi. Vừa ăn, anh chàng vừa quay ra hỏi bà Liên: "Ôi, xôi nhà bác dẻo với ngon thế, đặc biệt có vị rất lạ." Nghe con rể tương lai nói vậy, lão Ngoãn gật gù ra chiều tâm đắc lắm. Tiếng hát chèo được phát trên hệ thống loa truyền thanh của làng khiến bà cụ Vân mở mắt lắng tai nghe. Sau việc ba đứa cháu đuối nước năm ngoái, bà cụ ốm liệt giường. Nhiều lúc mọi người tưởng bà cụ không qua khỏi mùa đông giá rét. Vậy mà hôm nay, bà tỉnh táo lạ thường. Bà gọi con dâu lại rồi hỏi: "Mẹ nghe có tiếng trống hội, lại có cả tiếng hát chèo. Hôm nay làng vào đám phải không con?" Nghe mẹ chồng hỏi vậy, cô Phương mừng rỡ vì bà cụ Vân đã ốm mê man rất lâu rồi. Cô khoe với mẹ chồng: "Đúng rồi mẹ ạ, theo phong tục nên con cũng đổ xôi, bày mâm lễ để chút mang gia đình dâng lên đức thành hoàng làng mình." Bà cụ Vân nhờ con dâu đỡ bà ngồi dậy. Sau khi chải tóc cẩn thận, bà ngỏ ý muốn ăn chút gì đó. Suốt mấy tháng qua, hầu như bà chỉ húp được cháo loãng. Ăn xong bát miến được thái nhỏ, bà nói với con dâu: "Ngày xưa còn khỏe, hầu như năm nào mẹ cũng vào đội tế lễ của làng. Năm nay yếu quá, đành ngồi nhà vái vọng vậy. Thôi, con mau gia đình dâng lễ kẻo muộn." Cô Phương vâng lời mẹ chồng, cô đội mâm lễ gia đình dâng lên thành hoàng. Bà cụ Vân lấy chiếc áo bông gấm mặc vào người. Đây là chiếc áo bà chỉ diện mỗi khi có dịp đặc biệt quan trọng. Sau khi vấn lại tóc cẩn thận, bà Vân hướng về bàn thờ Phật lầm rầm khấn vái và ngồi tọa thiền thành tâm hướng Phật. Cô Phương mang túi lộc thánh về sau khi dâng lễ ở đình làng. Lúc đẩy cửa bước vào nhà, cô nói với mẹ chồng: "Năm nay hội làng đông vui, các cụ bà trong ban tế lễ mua rất đẹp, mọi người có hỏi thăm và gửi lộc thánh về cho mẹ." Không thấy bà cụ Vân trả lời, cô Phương bước lại sững sờ. Mẹ chồng cô đã cưỡi hạc về cõi Tây Phương Cực Lạc. Sau đám tang, dù Linh Dũ không muốn, nhưng cô Phương vẫn quyết thay đổi. Cô nói với chồng: "Nếu ở mãi trong làng cũng không khá lên được đâu, anh lại tiếp tục xa vào cờ bạc rượu chè, nên em quyết định bỏ nghề bán rau và lên thành phố." "Bỏ nghề bán rau thì tính làm gì bây giờ?" Linh Dũ ngạc nhiên hỏi vợ. Cô Phương nhẹ nhàng phân tích cho chồng hiểu: "Em đã hỏi thuê một căn nhà trọ ở ngay khu Hoàng Cầu. Hàng ngày em đi thu mua đồ đồng nát. Anh có thể theo mấy người làng sang ngồi ngay ngã tư giảng võ chờ việc, hoặc đi thu mua đồ điện cũ hỏng, tùy anh chọn. Con bé sẽ cho đi gửi nhà trẻ." Nghe vợ nói vậy, Linh Dỗ ngồi thờ ra, miệng thì lẩm bẩm: "Chẳng nhẽ lại phải bán sới khỏi cái làng này thật à?" Trời còn nhá nhem tối, sau khi thắp một tuần hương lên ban thờ gia tiên, hai vợ chồng Linh Dỗ cùng con bé Thóc đang ngủ say trên tay mẹ lặng lẽ rời khỏi làng. Bước chân nhẹ nhàng như dứt khoát của Phương hòa nhịp với bước chân ngập ngừng của Linh Dỗ. Y vừa đi vừa ngoái đầu lại với vẻ tiếc nuối. Tại một ngôi chùa nhỏ dưới chân núi Tam Đảo, vợ chồng bà Thanh và lão Mi Chột đã có mặt từ sớm với tâm trạng hồi hộp lắm. Sau nhiều lần thuyết phục con gái không thành,
hôm nay cả hai vợ chồng bắt xe khách lên Vĩnh Yên, rồi từ thị xã Vĩnh Yên đi thêm gần 20 cây số, kịp có mặt trong buổi cô bé Nhài xuống tóc đi tu. Mặc dù chăm ngoan học giỏi, năm vừa rồi Nhài trúng tuyển vào trường đại học nông nghiệp, nhưng thay vì làm thủ tục nhập học như các bạn, cô bé Nhài quyết định nương nhờ cửa Phật. Có lẽ cả tuổi thơ, cô bé Nhài chứng kiến những việc làm vô đạo của cha và các anh trai, nên việc đi tu nằm trong tiềm thức Nhài từ sớm rồi. Trong lúc đợi buổi lễ chuẩn bị, lão Mi chột khẽ nói với vợ: "Thôi, no xuất gia cũng tốt, biết đâu sau này tôi và bà được nhờ. Tôi nghe nói các sư bây giờ nhanh giàu lắm." Lão Mi chột có lẽ định làm nhảm thêm vài câu nữa nếu không gặp phải ánh mắt sắc lạnh của bà vợ. Bà Thanh khẽ trả lời chồng: "Nghiệp chướng do mình tạo ra cả đấy. Ông tạo nghiệp chưa đủ hay sao? Sao bây giờ lại mắc thêm khẩu nghiệp thế hả?" Hai vợ chồng lão Mi chột im bặt khi thấy Nhài cùng mấy người sẽ xuống tóc đi tu bước ra. Họ quỳ lại trước ban thờ Phật, sau đó quỳ trước sư phụ trụ trì. Giây phút thiêng liêng xúc động cũng đến khi nghi lễ xuống tóc được tiến hành. Mỗi lọn tóc rơi xuống là lúc phiền não lùi xa, tiếng kinh kệ vang lên: "Cắt mái tóc xanh gửi lại đời, nương nhờ cửa Phật quyết lòng tu. Cho dù ngang trái không quản ngại, cửa khổ gian nan trí chẳng sờn. Ngày đêm sớm tối nương kinh kệ, nhưng mong liễu ngộ thoát tử sinh." Sau khi xuống tóc, Nhài và mấy đồng đạo quỳ xuống nghe sư phụ ban pháp danh và dặn dò về con đường tu tập. Sau buổi lễ, cô tiến về phía cha mẹ mình để quỳ lại cảm ơn đấng sinh thành. Bà Thanh lấy vạt áo lau vội những dòng nước mắt, trong khi lão Mi chột thì ngồi như hóa đá vậy. Và các bạn thân mến, câu chuyện đời là cõi tạm đề cập đến rất nhiều những khía cạnh của cuộc sống, về những cái tệ nạn xã hội, về những cái lòng tham vô biên của con người. Đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Nhớ để lại cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện khác nhé.